Bộ anime này bắt đầu bằng một trận chiến khốc liệt tại một vùng núi tuyết nơi nhiều chiến binh đã nằm xuống. Cuối cùng chỉ còn lại hai chiến binh người máy đối đầu với nhau, họ quyết định sử dụng đòn tấn công mạnh nhất để kết thúc trận chiến. Ngay khi hai lưỡi kiếm của họ chuẩn bị va chạm, bất ngờ chuyển đến 450 năm sau tại một ngôi trường học hiện đại, nơi cô nữ sinh Yukina đang ở trong phòng giáo viên cùng với mẹ mình. Mẹ cô và giáo viên đang tranh cãi về định hướng nghề nghiệp tương lai của cô. Iukina đã viết trong đơn đăng ký nguyện vọng rằng cô muốn lên Hỏa Tinh để khám phá cuộc sống của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, giáo viên của cô cho rằng điều này là quá viển vông nhất là khi điểm số của cô không đủ cao và khuyên cô nên đổi nguyện vọng sang các chòm sao khác. Dù vậy, mẹ của Iukina lại luôn ủng hộ quyết định của con gái mình dẫn đến cuộc tranh luận căng thẳng giữa hai người. Khi cuộc cãi vã tạm dừng vì mẹ Iukina phải rời đi để lo công việc bà lại quên điện thoại ở lại, Iukina cùng bạn thân của mình là Mika quyết định đi tìm mẹ để trả lại điện thoại. Trong quá trình này, chúng ta được biết mẹ của Yukina làm việc cho một trung tâm nghiên cứu có tiếng mang tên UN và là người đứng đầu phòng nghiên cứu tại đó. Khi Yukina và Mika đến tầng thượng, họ thấy mẹ cô đã lên máy bay trở về trung tâm, không còn cách nào khác hai cô bạn quyết định đến trung tâm để trả lại điện thoại. Trên đường đi họ gặp Sophie, một cô hai khóa dưới vừa trở về từ buổi tư vấn hướng nghiệp. Nghe về nguyện vọng của Yukina, Sophie tỏ vẻ châm biếm và cho rằng với thành tích kém cỏi như Yukina, tốt nhất là cô nên xem xét lại mình sẽ trở thành gì trong tương lai. Mẹ tôi nghe tôi nghe còn tức nói chi Yuki. Nói xong thì Sophie rời đi đến trung tâm nghiên cứu UN để làm việc. Yuki muốn nhờ cô bé trả điện thoại giúp nhưng cô bé lại cho tài xế tăng ga bỏ cô lại phía sau. Không còn cách nào khác Yukina và Mika cũng phải đến đó. Nơi đây có rất nhiều loại robot khác nhau do mẹ Yuki chế tạo. Cả hai chia ra để Mika đi tìm bố cũng đang làm việc tại nơi đây. Sau đó Yuki cũng trả lại điện thoại cho mẹ. Thấy còn nhiều thời gian nên cô đã đi thăm một vài người quen. Tại đây họ đang nghiên cứu một khối vuông màu đen kỳ lạ được cho là đã rơi xuống trường của Yukina cách đây 60 năm, ngoài ra còn có một người máy đã rơi xuống cùng với khối vuông này, nhưng nó không còn hoạt động và đã được cất đi. Một nhà nghiên cứu da đen tin rằng khối vuông này giống một loại quỷ hơn là người máy. Điều này càng thêm phần kỳ bí khi cha của Yukina cũng là người chuyên nghiên cứu về quỷ và các hiện tượng huyền thoại nhưng ông đã mất tích cách đây 8 năm. Trong lúc mọi người đang bàn luận bỗng nhiên bên ngoài có bốn luồng sáng bay qua và một vật thể khác rơi xuống gần trung tâm UN. Ngay sau đó một con người máy khổng lồ xuất hiện, theo sau là nhiều con người máy nhỏ hơn tấn công vào trung tâm. Tình hình trở nên hỗn loạn khi mọi người nhanh chóng di tản, mẹ của Yukina quyết định cho hai người máy ra ngoài để đối phó với cuộc tấn công. Trong lúc này khối vuông màu đen bắt đầu có phản ứng lạ và khi Yukina chạm tay vào, nó mở ra để lộ một người đàn ông đang bất tỉnh bên trong. Người đàn ông này khi tỉnh dậy tự giới thiệu mình là Tokisada và gọi Yukina là công chúa, khi anh ta nhìn thấy nhà nghiên cứu da đen anh lập tức rút kiếm và tấn công mặc định rằng đó là quỷ. Bên ngoài cuộc chiến giữa hai người máy và kẻ thù diễn ra căng thẳng, với sự phối hợp ăn ý hai người máy nhanh chóng hạ gục đối thủ. Bên trong Tokyo cũng đối mặt với một con người máy đã xâm nhập vào trung tâm, mặc dù mới tỉnh dậy và còn yếu anh ta cố gắng chiến đấu và cuối cùng cũng hạ gục được con người máy này, nhưng cũng kiệt sức và ngất đi ngay sau đó. Cơ động sau đó đã đến để tiếp quản tình hình. Tình hình tại khu vực này đang trở nên ngày càng nguy hiểm khi không chỉ nơi đây bị tấn công mà còn xuất hiện nhiều loại người máy khác đang tiến đến những địa điểm khác không rõ mục đích. Trở về căn cứ Toki được đến một phòng giam đặc biệt, mẹ của Yuki với ý định tìm hiểu thêm về Toki. Bà đã tiến hành điều tra nhưng không thu được gì ngoài cái tên, sau đó bà rời đi cùng các đồng nghiệp để thảo luận về những sự kiện vừa xảy ra, để lại Yuki một mình quan sát Toki, khi thấy Toki tỉnh dậy Yuki nhanh chóng lẻn ra ngoài để tiếp cận anh ta. Lúc cô đến nơi thấy mẹ mình đang cố gắng giao tiếp với Toki. Nhưng bất ngờ Toki khống chế bà và tự giải thoát mình khỏi nhà giam. Trên đường trốn thoát anh ta kéo theo Yuki. Trung tâm nghiên cứu bắt đầu phát tín hiệu khẩn cấp để bắt Toki lại. Cả hai tìm cách trốn vào một góc khuất. Và tại đây Toki nhận ra Yuki không phải là công chúa mà anh ta có nhiệm vụ bảo vệ. Khi Yuki hỏi Toki về danh tính thực sự của anh, anh chỉ trả lời rằng mình là một tên lính quèn được giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Lúc này mẹ Yuki đã huy động lực lượng để bao vây họ nhưng khối vuông trước đó đã đến kịp Toki dẫn Yuki đi và khối vuông biến thành một chiếc xe để giúp họ chạy trốn. Thay vì chạy ra ngoài Toki lại quyết định đi xuống lòng đất theo linh cảm của mình. Cả hai nhanh chóng đến được một khu vực con người máy khác không còn hoạt động. Toki tiết lộ rằng đây là một hắc di tích và anh ta là người sở hữu nó. Cả hai tiến vào bên trong để khởi động lại các người máy. Toki cảm nhận được sự hiện diện của quỷ. Và ngay lúc đó con người máy màu vàng cũng nhận ra sự xuất hiện của anh. Sau đó Toki và Yuki tiến thẳng đến chỗ lũ quỷ quân đội đã xuất hiện để ngăn chặn con quỷ màu vàng nhưng vũ khí của họ không có tác dụng do bị chặn lại bởi một lớp giáp vô hình. Phòng chỉ huy nhận được thông báo về sự xuất hiện của những người máy khác và khi chuẩn bị ra lệnh tấn công mẹ Yuki đã gọi đến và yêu cầu không tấn công vì đó là hắc tích. Bên trong hắc tích Yuki vẫn chưa quen với cách điều khiển người máy nên Toki phải làm hết mọi việc. Mặc dù còn nhiều lúng túng Yuki vẫn đóng góp được một phần nhờ khả năng chỉ dẫn của mình. Vì Toki là cổ nhân nên anh ta không quen với sự thay đổi thế giới xung quanh. Anh ta cần sự hướng dẫn của Yuki để tránh tấn công vào những người vô tội, chẳng mấy chốc cả hai đã đụng độ với con quỷ. Toki cho biết dù công chúa đã không còn nhưng nhiệm vụ của anh ta vẫn là diệt trừ quỷ dữ. Anh lao vào cuộc chiến nhưng con quỷ lợi dụng địa hình để liên tục tấn công Toki gây khó khăn cho anh. Yuki trong cơn hoảng sợ nhớ lại những lời cha cô từng nói rằng quỷ sẽ ăn thịt con người và hủy diệt thế giới. Khi còn đang hoang mang bốn con quỷ khác xuất hiện, chuẩn bị cho một file xâm cực kỳ bùng nổ. Toki dễ dàng hạ gục những con quỷ nhỏ nhưng con quỷ màu vàng vẫn là một đối thủ đáng gờm khi nó liên tục tấn công bất ngờ. Tuy nhiên nhờ sự nhạy bén của Yuki cả hai đã lật ngược tình thế và làm con quỷ bị thương ngay khi Toki chuẩn bị kết liễu nó. Thì một màn Gomen Amanai xuất hiện và đưa con quỷ trốn thoát, sau đó anh ta đến nơi từng được xem là cung điện của công chúa. Nhưng nơi này đã sớm không còn ai ở đây, Toki bắt đầu chấp nhận hiện thực rằng giờ anh ta chẳng có gì ngoài mục tiêu diệt quỷ. Anh ta quyết định đem theo Yuki như là con tin, Lúc này mẹ cô gọi đến và muốn nói chuyện với Toki. Bà liên tục cảnh cáo Toki không được đụng vào con gái bà. Ngay lúc này một quả bom choáng từ đội giải cứu UN đã đến để cứu Yuki. Toki cố điều khiển hắc tích nhưng nó lại không hoạt động và anh ta cũng bị bắt lại. Con hắc tích thì không thể đem về nên họ chỉ có thể để lại và xây dựng một nơi nghiên cứu tại đây. Những ngày sau đó Toki liên tục tìm cách trốn thoát khỏi trung tâm nghiên cứu. Trên đường đi anh ta có gặp Sophia, Cô dễ dàng khống chế được Toki nhưng anh đã sờ bưởi của cô để thoát ra. Rồi bị xích cổ lại bởi cơ động. Đây là lần thứ ba Toki trốn thoát thất bại. Còn Yuki cô phải liên tục kiểm tra sức khỏe sau cuộc chiến khi ra ngoài cô gặp lại Maki. Em gái của cô là Koharu cũng đến đây cùng chú người thay mẹ cô chăm sóc em gái. Sau khi nói chuyện với mẹ Yuki chú quyết định đi nói chuyện với Toki. Lần này Toki không tỏ thái độ và nghiêm túc nói chuyện với chú. Cả hai trò chuyện với nhau và chú cho rằng nếu anh muốn họ tin rằng anh là một samurai chiến đấu với lũ quỷ, thì anh phải cho họ sự tin tưởng cả hai bên cần phải hiểu rõ nhau thì mới hợp tác được. Sau cuộc trò chuyện đó, Toki cũng dần không có thái độ phản kháng khi có người đến tra hỏi. Trong một lần anh ta đang được áp giải đi vô tình gặp em của Yuki đang đi lang thang xung quanh viện nghiên cứu, quân lính nghĩ rằng cô bé đi lạc nên muốn đưa cô bé đi gặp mẹ. Còn Toki thì nghĩ rằng họ muốn tấn công cô bé nên anh không ngần ngại hạ gục hai tên lính rồi bỏ trốn em gái của Yuki cũng theo sau dẫn đường cho Toki. Bên ngoài trong lúc cả hai đang đi, bất ngờ một con quỷ xuất hiện tấn công. Toki không mang theo kiếm bên mình nên anh chỉ có ăn hành ngập mồm, còn về phía Yuki cô sau khi không thấy em mình đâu thì vội đi đến nơi tìm trẻ lạc để phát thông báo. Đúng lúc này Toki chạy về báo với Yuki rằng em cô đã bị lũ quỷ bắt đi và giờ anh cần cô hợp sức để đi giải cứu cô Haru. Cả hai nhanh chóng lên đường tìm cô bé theo tín hiệu được thoại, lúc này quân lính xuất hiện để bắt Toki trốn thoát ngay lúc nguy cấp hối vuông lại xuất hiện và đưa cả hai đi. Yuki nhanh chóng dò được vị trí của Koharu, ngay khi đuổi kịp Toki lập tức nhảy xuống chiến đấu. Không may thanh kiếm đã trải qua 450 năm thì đã sớm bị mòn con quỷ chỉ cần một đòn đã làm gãy đôi thanh kiếm, đúng lúc này quân lính đã đến hỗ trợ Toki. Bọn họ nhanh chóng kết thúc con quỷ và giải cứu được Koharu, lúc này Toki nhận ra vết cắt của tảng đá đó là thứ mà anh đã để lại khi chiến đấu. Anh cũng đã dần chấp nhận sự thật rằng bản thân không còn ở thời đại của mình nữa. Sau khi trở về chú lại đến nói chuyện với Toki, anh ta cho rằng giờ đây không còn công chúa hay ai để bảo vệ nên không còn lý do để sống. Chú cho rằng sao anh ta không thử sống chung với họ, có khi anh ta lại tìm được mục đích của mình. Sau đó chú đã rủ Toki đi ăn vì trông có vẻ anh rất đói. Chú đã dẫn Toki về nhà sống cùng mọi người, họ cùng nhau ăn uống để chào mừng anh đến đây. Hôm nay Yuki đã nấu cà ri Toki vừa nhìn thì đã nghĩ đây là phân và nhất quyết không thèm ăn nó, nhưng khi thấy ai cũng ăn được thì anh phải bấm bụng và ăn thử và khi ăn vào thì không thể chê được. Khi anh ta thấy Yuki thêm ớt vào cà ri, anh ta cũng muốn bỏ càng nhiều càng tốt, dù nó cay đến đỏ cả mặt. Dù vậy Toki cũng đã ăn hết phần cà ri. Ở phía mẹ Yuki, bọn họ đang quan sát tình hình thế giới. Ngoài con người máy màu vàng ra thì vẫn còn 5 con nữa đang giải rác khắp nơi trên thế giới. Tất cả bọn chúng đều đang tìm kiếm cái gì đó, còn con hắc tích thì vẫn chưa có phi công nào có thể điều khiển được nó. Trở về phía Yuki, Toki đang tập làm quen với mọi thứ. Koharu Haru đã mở TV lên cho anh xem và anh bắt đầu hứng thú với nó trong lúc đang xem. Toki nghe thấy tiếng động ở phòng kế bên nên tức tốc lao qua. Thì ra đó là Koro thú cưng của Yuki đang leo lên máy hút bụi, còn Toki cứ tưởng là nó đang lái người máy nên vội bám theo để rồi bị một con trồn bán hành. Vì người đã bẩn Toki quyết định đi tắm, lúc này chú cũng đến đem quần áo cho anh, rồi còn hướng dẫn cho anh cách mặc quần lót. Ở phía dưới nhà, Mẹ Yuki đã gọi về nhà hỏi thăm và nhắc cô hãy sử dụng vòng cổ khi Toki có dấu hiệu muốn chạy trốn, cô cũng đồng ý cho qua chuyện. Vì thấy Toki tắm quá lâu nên Yuki đã đi kiểm tra, đúng lúc anh cũng vừa tắm xong nhưng cô lại thấy anh ta không mặc quần lót. Toki tự hào vạch ra cho cô xem, anh ta đã lấy cái khăn yêu thích của cô để mặc thay khiến cô xấu hổ chạy đi. Sáng hôm sau trong lúc luyện tập, Toki vẫn còn nhớ rất rõ trận chiến trong quá khứ và sự ra đi của công chúa Tại bữa ăn chú đã nhờ Yuki dẫn Toki đi tham quan thành phố cũng như mua cho anh ta ít đồ dùng. Yuki cũng không từ chối được mà phải đồng ý, khi cả hai ra ngoài thì đã có hai đặc vụ UN theo sau để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Sau đó cả hai đến khu mua sắm, Toki vẫn chưa hết bàng hoàng với sự thay đổi của thế giới, trên đường đi mua đồ. Yuki đã bị cánh báo chí phát hiện do tin tức cô chiến đấu trên con hắc tích đã được lan truyền, họ không chỉ hỏi về con hắc tích mà còn nhắc đến cha của cô, khiến Yuki cảm thấy khó chịu và muốn rời đi. Nhưng tên nhà báo không cho nhất quyết ép cô trả lời, buộc Toki phải ra tay. Sau đó cả hai rời đi, tên nhà báo vẫn muốn bám theo nhưng đã bị hai anh đặc vụ bắt lại. Sau đó Toki hỏi Yuki về cha cô và việc ông có thật sự nghiên cứu về quỷ giữ không, Yuki cho biết vào 8 năm trước. Cha cô đã công bố với dân chúng về sự tồn tại của quỷ nhưng không ai tin ông. Thế nên ông đã quyết định đi tìm chúng và rồi mất tích sau đó. Lúc đó Yuki ở trường cũng bị xem là kẻ nói dối. Toki tin quỷ dữ thật sự có tồn tại vì anh đã luôn chiến đấu với chúng. Tối đó Yuki đã đến phòng nghiên cứu của cha và đưa cho Toki quyển sổ ghi chép của ông. Và Toki biết được anh là người duy nhất sống sót tại trận chiến 450 năm trước. Có một bức ảnh kèm theo trong đó với lời nhắn rằng quỷ dữ sẽ trở lại vào sáng hôm sau. Lớp của Yuki có một học sinh mới và không ai khác ngoài Toki trở về 40 tiếng trước tại trung tâm nghiên cứu. Yuki và Toki sẽ được giám sát bởi quân đội vì cô sẽ trở thành một phi công bởi chỉ có duy nhất cô và Toki có thể điều khiển được con hắc tích. Hệ thống thần kinh của cả hai phù hợp một cách hoàn hảo để kết nối với hắc tích. Tạm thời Yuki sẽ được phong làm quân nhân dự bị với hàm thiếu úy. Còn Toki đã phát thảo lại khuôn mặt của quỷ dữ, thứ mà cha Yuki đã thấy. Sau đó cả hai được đưa đi gặp các phi công khác. Lần lượt từng người, đại úy Tom, thiếu úy Mây, Sophie, cuối cùng là Toshi. Trở về trường học Toki vẫn đang cố hòa nhập, anh ta vẫn chưa hiểu hết được mấy cái tin cốt Gen Z nên Yuki bảo anh có gì không hiểu thì cứ tra Google. Nhưng nhiều đây vẫn là chưa đủ kiến thức lịch sử mà Toki cần. Lúc này một giáo viên đề xuất họ đến thư viện để tìm hiểu. Đây là thư viện lớn nhất của nước niềm tự hào của trường và Toki có thể tìm hiểu bất cứ lịch sử nào tại đây. Sau một thời gian tìm hiểu Toki cũng đã chấp nhận rằng thời đại Samurai đã sớm trôi qua. Dù bầu trời vẫn vậy nhưng thế giới đã thay đổi quá nhiều. Và cô giáo viên này là Marina. Cô là giáo viên chăm sóc sức khỏe nếu Toki cần thì cứ đến phòng y tế tìm cô. Lúc này Sophie đã tìm đến. Cô bé hỏi mục đích chiến đấu của anh là gì. Toki cho biết đó là hoàn thành mục tiêu còn đang dang dở của gia tộc Washiba. Nói trắng ra là trả thù. Nghe xong lý do đó Sophie tỏ ra thất vọng vì hắc tích tài sản quý giá nhất của nhân loại. Lại được sử dụng cho mục đích thấp hèn đó. Nói xong thì cô bé rời đi. Trong lúc này, con hắc tích đang được quân đội đưa trở về trung tâm nghiên cứu. Trong lúc đang học Yuki nhận được thông báo khẩn cấp. Toshi đã đến rước họ cùng Sophie lên đường vì lũ quỷ lại đến. Toki không đi cùng Toshi mà anh đã dùng khối vuông của mình để chở Yuki đi. Có một cậu bạn thầm thích Yuki cũng lái xe theo sau cô. Lúc này tại khu vực được phong tỏa có ba luồng sáng bay xuống. Đó là con người máy màu vàng sau khi được phục hồi cánh tay. Toki và Yuki cũng đến được chỗ hắc tích và khởi động nó. Quân đội lúc này đang tấn công con người máy. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Toki cũng đến ngay sau đó để đối đầu. Hai bên vào thế chiến đấu. Lũ người máy này chơi rất bẩn khi bao vây xung quanh Toki, mỗi khi anh tấn công con màu vàng thì những con khác lại đánh lén, khiến anh phải chật vật chống trả trong khi quân tiếp viện vẫn chưa đến. Kết quả là anh bị lũ quỷ bán cho một sổ hành, cả hai bị khống chế và bị đâm thẳng vào buồng lái. Nhưng rất may là vết đâm đó không trúng ai, dù vậy cả người và Hắc Tích đều bị thương ít nhiều. Lúc này tiếp viện cũng đã đến hỗ trợ, nhưng con màu vàng vẫn có thể đối phó được. Sau đó tất cả chia ra để xử lý từng con để Toki có cơ hội đối đầu một trọi một với con màu vàng, bên nhóm Sophie đã thành công triệt tiêu được hai con quỷ nhỏ. Giờ chỉ còn bên Toki anh ta cắt thêm được cánh tay còn lại của con màu vàng nhưng cũng đã mất đi thanh kiếm, dù vậy anh vẫn lật ngược tình thế và dùng chính thanh kiếm của nó để kết liễu nó. Đúng lúc này, bên trong con người máy xuất hiện một con người. Anh ta tự giới thiệu là Hedo sĩ quan cải cách biên giới của Ephido, anh ta cho rằng Toki là kẻ phản bội, rồi sau đó kích hoạt tự hủy của con người máy, Toki lập tức nhận ra vấn đề và nhanh chóng rút lui khỏi đó. Một vụ nổ xảy ra thổi bay một vùng, lúc này hai cậu bạn của Yuki cũng ở đó mà không rõ sống chết ra sao. Yuki lần đầu nhìn thấy một người tự đăng xuất thì không khỏi sốc, còn Toki thì cho rằng tên đó không phải là người, mà chỉ là quỷ đội lốt người, trên chiến trường chỉ có hai lựa chọn, giết hoặc bị giết, dù vậy Yuki vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Trở về quá khứ của Yuki, cô từng bị bạn bè chế giễu về lời nói dối của cha cô về lũ quỷ vì quá ấm ức cô đã nói với cha rằng ông đã nói dối. Ông không nói gì và chỉ xoa đầu cô, sau đó ông rời đi cùng với lời hứa sẽ làm bạn với quỷ. Từ đó Yuki không còn thấy ông trở về nữa, hôm sau Yuki cùng Toki đến trung tâm nghiên cứu để họp. Hiện tại các nước đang cần một lời giải thích, hội đồng bảo an cũng đang rất xôn xao người thì muốn giao tiếp. Người thì muốn đánh nhau với thứ gọi là quỷ, ngoài ra chỉ có Nhật Bản đánh bại được một con, một con hạ xuống sa mạc Nevada sau khi phá hủy khu vực 51 thì đã dừng hoạt động các con khác cũng có hành động tương tự. Một con bị Nga dùng bom hạt nhân đánh bại nhưng đã được tàu mẹ giải cứu và sau đó lại xuất hiện như con màu vàng. Theo thông tin đây là lần thứ hai lũ quỷ đến sau 450 năm, Toki cho biết hắc tích là thứ mà công chúa đã lấy trộm của quỷ. Và vì vẫn chưa rõ mục đích của chúng đến đây là gì nên mỗi lần chúng đến là họ sẽ tiếp tục đối đầu, Toki và Yuki là niềm hy vọng duy nhất của họ. Nhật Bản phải cho lũ quỷ biết rằng họ không dễ bị bắt nạt, nhưng Yuki lại không muốn chiến đấu nữa, Cô không muốn chết cũng như không muốn thấy ai đó phải chết trước mắt mình. Nói xong cô rời đi, mẹ cô không ép buộc mà chấp nhận cho Yuki không tham gia chiến đấu. Sau đó Yuki cùng Toki trở về trường. Mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán về chiến công của Yuki. Lúc này cậu bạn của hai cậu bạn đã đến và cho biết hai người kia đã mất tích khi cố quay video chiến đấu. Cậu ta muốn nhờ Yuki giúp tìm họ nhưng cha mẹ của hai cậu bạn đó đã ngăn cậu lại và chấp nhận sự ra đi của con mình. Trong lớp Sophie đã đến tìm Yuki để động viên cô nhưng nó lại không có tác dụng. Lúc này cô Marina đã đến dạy thay do các giáo viên đang họp về sự mất tích của hai cậu bạn kia. Trong giờ học bơi Toki vẫn chưa biết cách bắt chuyện với Yuki, nhìn thấy sự khó khăn của anh, cô Marina đã đến hỏi chuyện. Toki cho biết anh rất ít tiếp xúc với phụ nữ nên không biết giao tiếp thế nào cho tử tế. Anh chỉ muốn thể hiện cho Yuki thấy rằng anh có thể bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm. Cô Marina nghe xong thì quả quyết rằng Toki đang yêu và nhất định phải tỏ tình. Sau giờ học Toki cùng Yuki đi mua đồ. Trên đường về Yuki đã hỏi tại sao anh lại cố chấp trả thù như vậy. Toki cho rằng đó là tất cả những gì anh ta có và sau khi anh hoàn thành việc trả thù thì anh sẽ đi gặp công chúa. Nghe thấy vậy Yuki càng không muốn trở lại lái hắc tích. Nếu lái nó khiến Toki phải chết thì cô sẽ không làm nữa. Sau đó, cả hai trở về. Cô Haru nhìn ra vấn đề và hứa sẽ giúp Toki làm hòa với Yuki. Rồi cô bé đưa cho anh máy tính bảng để tìm câu trả lời trên mạng. Lúc này ngoài không gian, những kẻ đứng đầu đang lên kế hoạch. Bọn chúng đang tìm những hòn đá gì đó. Rồi hô vang khẩu hiệu vì hòa bình và Ephido thịnh vượng trước khi rời đi. Sau đó bọn chúng gửi thư đến trái đất với 195 ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới. Với lời nhắn hãy trả lại hắc tích xuất hiện tại Nhật Bản, chỉ huy lập tức cho gọi mẹ Yuki. Nhưng bà lúc này đã trở về nhà để nói chuyện với Yuki. Cả hai đã nổ ra tranh cãi khi Yuki cho rằng cả cha lẫn mẹ đều luôn nghĩ cho bản thân mà không biết cô đã trải qua những gì. Đặc biệt là cha khi vì ông mà cô bị mọi người cô lập, Yuki cho rằng ông là kẻ dối trá. Mẹ Yuki liền tát cô một cái vì cô không hiểu được những gì cha cô đang làm. Khiến Yuki càng thêm thất vọng và vội chạy về phòng, còn bà thì phải trở về trung tâm nghiên cứu gấp. Sáng hôm sau Yuki đã bỏ nhà, còn con hắc tích hiện tại không thể được sửa chữa theo cách thông thường. Và việc truy cập vào hệ thống của nó cũng không khả thi, tuy nhiên một điều kỳ lạ đã xảy ra. Hắc tích có khả năng hấp thụ các vật chất xung quanh để tự phục hồi, điều này giống việc tái tạo lại thanh kiếm đã bị gãy của Toki trong trận chiến trước đó. Sự tự hồi phục của Hắc Tích làm mọi người ngạc nhiên và lo ngại, vì nó không chỉ là một cỗ máy đơn thuần mà dường như còn có sự sống riêng. Trong khi đó, tại phía mẹ Yuki, tình hình chính trị đang trở nên căng thẳng, mặc dù các quốc gia khác đã đồng ý trả lại Hắc Tích. Chính phủ Nhật vẫn từ chối với lý do họ không biết rõ mục đích của lũ quỷ, họ cần hiểu rõ ý đồ của chúng trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào. Tại thời điểm này, Nhật Bản tập trung toàn lực vào việc bảo vệ trung tâm nghiên cứu và cho phép chỉ huy sử dụng Hắc Tích trong trường hợp khẩn cấp. Trong bối cảnh đó cô Haru gọi điện báo rằng Yuki đã mất tích, cô bé bày tỏ sự lo lắng vì không có ai nấu ăn cho mình và đang rất đói. Toki ngay lập tức tìm kiếm xung quanh và chỉ tìm thấy chiếc điện thoại mà Yuki để lại. Thực ra Yuki đã trốn đến nhà Maki để tránh xa mọi thứ. Maki lo lắng cho Yuki, khuyên cô suy nghĩ về việc trở lại lái hắc tích để chiến đấu và bảo vệ thế giới nhưng Yuki vẫn kiên quyết từ chối. Cô không muốn lái hắc tích nữa, không muốn đối diện với những nguy cơ đó một lần nào. Mẹ Yuki lo lắng không yên đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi về tình hình của con gái. Tuy nhiên giáo viên cũng đang rất bận rộn với những vấn đề khác và chỉ hứa sẽ giúp trong khả năng có thể. Sau khi kết thúc cuộc gọi, thầy giáo thở dài. Nhận thấy lớp của mình toàn những đứa trẻ có hoàn cảnh bất thường, chưa hết vụ hai đứa học sinh vừa mất tích thì Yuki lại biến mất. Tuy nhiên vừa nhắc đến hai học sinh mất tích chúng đã may mắn trở về trường an toàn, Toki cũng trở về sau khi không tìm thấy tung tích của Yuki. Chú của Yuki khuyên mọi người bình tĩnh, cho rằng khi Yuki đói cô sẽ tự động trở về. Cô Haru sau đó đã đưa cho Toki một số gợi ý về cách làm hòa với Yuki. Sau khi đọc xong Toki chuẩn bị đi học hy vọng có thể nói chuyện với Yuki. Khi mọi người đã rời đi, Yuki mới quay trở lại nhà cô lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ. Tại trường học, hai cậu bạn vừa trở về đã bị giáo viên và phụ huynh giáo huấn một trận. Khi trở lại lớp họ biết được Yuki đã mất tích Toki đến hỏi Maki về Yuki, nhưng cô lại lảng tránh không muốn trả lời. Lúc này Sophie đưa ra ý kiến rằng không cần Yuki phải đồng ý lái hắc tích, chỉ cần cô ngồi trong đó là đủ. Ý tưởng của Sophie là ép buộc Yuki biến cô thành một công cụ chiến đấu. Toki nghe xong vô cùng tức giận và rời đi. Trên đường về Toki nhận được báo cáo từ một người dân rằng họ đã nhìn thấy một con quỷ. Cảnh sát cho rằng đó chỉ là một con gấu nhưng người dân khẳng định rằng không có con gấu nào có sừng như vậy. Tại phòng chỉ huy họ nhận được tổng cộng 10 báo cáo về sự xuất hiện của quỷ. Chỉ huy lập tức ra lệnh tăng cường điều tra và thắt chặt an ninh xung quanh trung tâm nghiên cứu. Ngoài ra một con robot từ Bắc Mỹ đã trở về tàu mẹ ngoài không gian mang theo một vật thể không xác định. Điều này khiến chỉ huy quyết định tăng cường nỗ lực tìm kiếm Yuki. Vì nếu cô tiếp tục mất tích, trái đất có thể rơi vào nguy hiểm lớn hơn. Sau khi trở về nhà Toki phát hiện quyển nhật ký của cha Yuki đã biến mất, anh hỏi chú và được biết rằng Yuki đã đến thung lũng Kurowashi. Yuki nói rằng cô sẽ đi cùng Toki nên chú không ngăn cản cô. Nghe vậy, Toki lập tức mượn con ngựa của hàng xóm để đi tìm cô hai cậu bạn kia sau khi gọi điện hỏi thăm cũng biết được Yuki đang ở đâu và nhanh chóng lên đường tìm cô. Yuki lúc này đang dựa theo quyển sổ ghi chép để tìm đường đến thung lũng Kurowashi, nơi còn sót lại của thành trì Wasiba. Trong khi đang chăm chú đọc sổ một con quỷ bất ngờ xuất hiện khiến cô hoảng hốt chạy trốn. Trong lúc chạy Yuki vấp ngã và rơi xuống một tảng đá ngay khi con quỷ sắp tấn công. Đúng lúc nguy hiểm, một thứ gì đó xuất hiện và chém tiêu diệt con quỷ ngay trước mặt cô. Trong lúc này ngoài không gian, các chỉ huy không nhận được hồi âm từ Nhật Bản. Một trong số họ quyết định sẽ trực tiếp xuống trái đất để giải quyết sau khi sự xuất hiện của tên bí ẩn cùng vài tên khác lao thẳng xuống Nhật Bản. Tình hình trở nên cực kỳ căng thẳng với việc Yuki vẫn mất tích, Sophie và Tom được chỉ định thay cô chiến đấu. Trong khi đó, Yuki tỉnh dậy ở một nơi kỳ lạ, bối rối và hoang mang khi kiểm tra xung quanh. Cô tìm thấy một quyển sổ ghi chép của cha cô về sự sụp đổ của gia tộc Washiba, quyển sổ dính đầy máu và chứa những ghi chép chi tiết về lũ quỷ. Dù biết rõ nguy hiểm cha cô vẫn mạo hiểm cả tính mạng để ghi lại những thông tin này, hy vọng có thể giúp Yuki không bị gọi là kẻ nói dối. Đọc những lời ghi chép của cha Yuki không thể kìm nén nước mắt, ngay lúc đó một người bí ẩn bước vào và cho biết cha cô đã mất tất cả. Và những gì cô đang thấy chỉ là một giấc mơ mờ ảo, đầu Yuki bắt đầu đau nhói và cô lại ngất đi. Trong khi đó Toki đang cố gắng lần theo dấu vết của Yuki, anh nghe thấy tiếng động và đuổi theo một thứ gì đó nhưng cuối cùng lại mất dấu. Hai cậu bạn khác của Yuki cũng tìm đến khu vực này và phát hiện ra con ngựa mà Toki để lại gần đó. Khi họ đến kiểm tra, Yuki bất ngờ tỉnh dậy, nhưng cô không nhớ gì về những sự việc đã xảy ra trước đó. Toki cũng nhanh chóng tìm đến, và ngay sau đó mẹ của Yuki gọi để thông báo về tình hình hiện tại. Không lâu sau lực lượng UN đến để đưa Yuki trở về an toàn. Còn Toki phải chuẩn bị cho trận chiến sắp tới với lũ quỷ. Lần này Toki quyết định sẽ chiến đấu một mình để không ai phải chết nữa. Yuki với tâm trạng đầy lo lắng cô đã ngăn Toki lại nói rằng anh không thể xuất hiện rồi biến mất khỏi cuộc đời cô như vậy. Nếu anh rời đi lúc này cô sẽ mang nặng cảm giác tội lỗi suốt đời. Yuki giải thích rằng cô không hẳn là không muốn lái hát tích. Nhưng mọi người chỉ biết ra lệnh cho cô mà không ai hỏi han một cách tử tế hay thỉnh cầu sự giúp đỡ của cô. Nghe vậy Toki cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ của Yuki. Cuối cùng Yuki cũng đồng ý và cả hai lên đường trở về. Trong khi đó cậu bạn thầm thích Yuki quyết tâm sẽ vượt mặt Toki bằng cách trở thành một phi công chiến đấu xuất sắc. Người duy nhất buồn bã có lẽ là bác hàng xóm vì ông vừa mất con ngựa yêu quý, sau khi trở về, Toki và Yuki thay đồ và bước vào Hắc Tích để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, mặc dù vẫn còn rất sợ hãi, Yuki quyết định sẽ không trốn tránh nữa mà sẽ chiến đấu. Toki nhìn thấy sự quyết tâm của Yuki và hứa sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng, cả hai lên buồng lái và phóng thẳng đến chiến trường, nơi họ phải đối mặt với lũ quỷ. Lần này bọn chúng vẫn tiếp tục chơi trò hội đồng và tên màu xanh có tận bốn tay tạo ra nhiều khó khăn cho Toki và Yuki. Nhiệm vụ của họ là cầm chân lũ quỷ cho đến khi tiếp viện đến, vì bệ phóng đã bị quá tải sau khi phóng hắc tích. Trong lúc chiến đấu Toki bị khống chế và con tàu ngoài không gian bắt đầu kéo anh lên. Chỉ huy ra lệnh sử dụng tên lửa chống hạm để ngăn chặn Toki bị hút đi mặc dù điều này rất nguy hiểm, tuy nhiên đó là lựa chọn duy nhất. Hàng loạt tên lửa lao đến và thành công đưa Toki trở lại mặt đất an toàn. Toki tiếp tục cuộc chiến với tên quỷ màu xanh. Bọn quỷ cố gắng chơi trò hội đồng nhưng tiếp viện đã đến kịp thời con màu xanh leo lên cao và bắt đầu chém bừa xuống dưới gây ra nhiều khó khăn cho Toki. Yuki cảm nhận được hắc tích cũng đang đau đớn khi bị tấn công nhưng cô nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Kế hoạch của cô là dụ con quỷ xanh leo qua vách đá gần đó. Nơi mà sức nặng của nó sẽ khiến vách đá không chịu nổi và nó sẽ rơi xuống. Đúng như dự tính con quỷ xanh rơi xuống khi vách đá sụp đổ. Và Toki nhanh chóng tiêu diệt nó. Tuy nhiên từ bên trong con người máy một tên người hành tinh xuất hiện. Nhưng thay vì tự hủy hắn lại quyết định đầu hàng, tên người ngoài hành tinh nhanh chóng bị áp giải đến trung tâm nghiên cứu để điều tra. Vũ khí của hắn cũng được mang ra phân tích và các nhà khoa học nhận thấy chất liệu của nó không khác gì so với vũ khí của Toki, tạo ra nhiều nghi vấn về mối liên hệ giữa anh và chúng. Sau khi kiểm tra toàn diện tên này không có gì khác biệt so với người bình thường ngoại trừ một chi tiết duy nhất, ở cổ của hắn có một giao tiếp neuron thần kinh một thiết bị kỳ lạ. Mặc dù vị bác sĩ muốn giải phẫu để xem xét kỹ lưỡng chỉ huy đã ngăn lại vì Liên Hợp Quốc sắp đến để thẩm vấn khi các quan chức từ Liên Hợp Quốc đến. Họ bắt đầu chất vấn tên người ngoài hành tinh và biết được một số thông tin đáng lo ngại. Tên này tự xưng là Fusnagni, một người cải tổ biên giới trong đội Gezon Reco của Efido. Hắn cho rằng hành tinh của hắn có sức mạnh tuyệt đối và nhiệm vụ của hắn cùng với những người khác là mang lại sự thịnh vượng cho những hành tinh có nền văn minh. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc trái đất phải quy phục và chịu sự cai trị tuyệt đối của họ. Fusnagni nhấn mạnh rằng theo triết lý của hắn, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh. Và đây là lý do tại sao Efido muốn chiếm lấy trái đất. Trong khi đó tại trường học, Toki vẫn không ngừng suy nghĩ về Fusnagni, cảm thấy có điều gì đó mà hắn biết nhưng chưa tiết lộ. Anh muốn gặp hắn để tìm hiểu thêm, Yuki cũng có những lo lắng riêng khi cô dần nhớ lại việc mình thấy quyển sổ ghi chép của cha tại hang động trước đó. Trong khi đó thầy chủ nhiệm của Yuki đang đau đầu với Akaji, cậu bạn thầm thích Yuki, Akaji đã tự tin điền ba nguyện vọng của mình đều là phi công chiến đấu. Bất chấp việc thầy giáo cố gắng giải thích rằng để trở thành phi công chiến đấu cậu ta phải trải qua rất nhiều quy trình phức tạp. Tuy nhiên Akaji vẫn kiên quyết không thay đổi nguyện vọng của mình. Quay trở lại cuộc thẩm vấn Fusnagni tiết lộ lý do hắn muốn lấy lại hắc tích là để tìm kiếm những manh mối còn lại của nhóm cũ. Hắn cho biết rằng 450 năm trước đội của hắn đã đến trái đất một lần, những thứ được gọi là khớp nối mà họ đã xây dựng đã bị thất lạc trong một vụ tai nạn. Và bây giờ họ đang tìm kiếm tất cả các mảnh vỡ của nó. Hắn cho biết nhóm cũ đã bị tiêu diệt trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Và khớp nối cũng bị phá hủy vào lúc đó, khi được hỏi ai đã làm điều này. Fusnani từ chối trả lời, nhưng hắn nghĩ rằng chủ nhân của Hắc Tích đã phổi bạn. Hắn yêu cầu được gặp Toki. Toki và Yuki vừa đến trung tâm nghiên cứu thì nhận được thông báo về việc Fusnani muốn gặp anh. Sau đó Toki được đưa đi thẩm vấn, anh kể lại toàn bộ sự việc diễn ra 450 năm trước. Khi đó có rất nhiều ngôi sao băng rơi xuống từ bầu trời, sau đó một toán quân xuất hiện gần những quả thiên thạch. Chúng bắt đầu cướp bóc và giết hại nhiều người vô tội, đỉnh điểm là vào ngày công chúa kết hôn. Bọn chúng đã tấn công, công chúa biến mất và khi Toki đến hiện trường mọi chuyện đã trở nên hỗn loạn. Khi anh nhìn rõ mặt chúng anh xác định rằng chúng là quỷ. Tên đứng đầu đã bắt cóc công chúa, còn Toki thì bị đánh đến hấp hối. Không lâu sau đó thành trì của gia tộc Washiba sụp đổ sau lần suýt chết đó. Toki không còn nhớ được gì cho đến khi tỉnh lại và thấy công chúa đứng trước mặt. Toki đã hứa sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô. Và cả hai đã cắt tay thề nguyện máu của họ chảy vào khối vuông, kích hoạt hắc tích. Cả hai đã chiến đấu cùng nhau cho đến một ngày, khi tên quỷ tự hủy và họ không thể tránh khỏi vụ nổ. Trong khi Toki kể lại câu chuyện, bên ngoài Fusnagni đã tự bẻ gãy tay mình để thoát khỏi còng tay. Hắn tiến đến chỗ một nhóm anh da đen lấy lại bộ giáp và gọi con người máy đến. Chỉ huy ngay lập tức nhận được tin và mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Yuki chạy ra kiểm tra tình hình thì vô tình chạm mặt với Fusnagni và cô bị hắn bắt làm con tin. Bên ngoài con người máy của Fusnagni đã ném thanh kiếm thẳng vào trung tâm chỉ huy, gây nhiễu loạn hệ thống và làm tê liệt phần lớn các thiết bị kiểm soát. Khi biết tin anh ngay lập tức đến phòng nghiên cứu để lấy thanh kiếm của mình rồi nhanh chóng chạy đi cứu Yuki. Trong khi đó, con người máy đã đột nhập vào bên trong cơ sở và Tom cùng Sophie đã lập tức lao ra để đón đầu nó. Bên trong Fusnagni đang dẫn Yuki đến chỗ hắc tích. Trên đường đi hắn không ngần ngại giết hại bất cứ ai cản đường, khiến Yuki vô cùng sợ hãi khi đến chỗ hắc tích. Hắn không dừng lại mà tiếp tục di chuyển đến nơi khai quật các đá khớp. Sau khi tìm thấy thứ mình cần. Fusnagni lại dẫn Yuki quay trở lại chỗ hắc tích nơi hắn có kế hoạch kích hoạt nó. Tại phòng chỉ huy, cấp trên ra lệnh phải giải cứu Yuki an toàn và bắt giữ Fusnagni bất kể hắn sống hay chết. Hai đại diện từ Liên Hợp Quốc muốn Fusnagni bị bắt sống để thẩm vấn thêm, nhưng cấp trên không quan tâm và ra lệnh tấn công ngay lập tức. Ở chỗ hắc tích Fusnagni nhận ra rằng cần hai người mới có thể khởi động được nó, nên hắn quyết định hủy liên kết của Yuki với Toki để hắn có thể lập một giao ước mới với cô. Đúng lúc này Toki đã tìm đến nơi, Fusnagni sử dụng Zuki làm con tin để đe dọa, nhưng Zuki nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Toki lập tức lao vào chiến đấu với Fusnagni, trong quá trình giao tranh Fusnagni tin chắc rằng Toki phải là đồng loại của hắn, vì chỉ có những kẻ thuộc chủng loài của Fusnagni mới có thể điều khiển được Hắc Tích, nhưng Toki khẳng định rằng anh là con người chứ không phải quỷ. Fusnagni nhận ra rằng ký ức của Toki đã bị thay đổi và không muốn kéo dài thêm, hắn quyết định tiêu diệt Toki, tuy nhiên Toki nhanh chóng lật ngược tình thế tước lấy thanh kiếm của Fusnagni và khống chế hắn. Đúng lúc đó, quân lính cũng đã đến hiện trường. Fusnagni thấy mình đã rơi vào đường cùng, quyết định kéo theo Yuki chết cùng. Nhưng ngay tức khắc Toki đã ra tay giết chết Fusnagni chấm dứt mối đe dọa sau khi giết Fusnagni. Toki cảm thấy rất sợ hãi và bất an vì lần đầu tiên phải giết một sinh vật giống con người. Yuki liền ôm lấy anh để chấn an và giúp anh lấy lại bình tĩnh. Bên ngoài, con người máy của Fusnagni cũng ngừng hoạt động ngay sau khi hắn chết và tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn. Hai đại diện từ Liên Hợp Quốc tỏ ra tiếc nuối vì vẫn chưa thu thập được nhiều thông tin từ Fusnagni trước khi hắn chết. Người duy nhất có vẻ vui mừng là bác sĩ vì ông sắp được giải phẫu cơ thể của Fusnagni để tìm hiểu thêm về chủng loài của hắn. Sau trận chiến, Toki suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Fusnagni. Chú của Toki cùng hai chị em Yuki đã đến động viên anh giúp anh vượt qua nỗi lo lắng và cảm giác tội lỗi. Hôm sau. Zuki và Toki cùng nhau đến thung lũng Kurowashi để tìm kiếm con quỷ đã giúp Zuki trước đó, nhưng khi họ đến nơi, chỉ thấy vùng đất trống trơn. Có vẻ như toàn bộ khu vực đã bị di rời, mọi manh mối về căn hầm bí ẩn cũng đã hoàn toàn biến mất. Bên ngoài không gian, sau khi nhận được tin tức rằng Fusnagni đã thất bại trong nhiệm vụ của mình, tên chỉ huy của đội Efido quyết định rằng hắn và các thuộc hạ sẽ tự mình thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, hắn không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Đặc biệt sau khi chứng kiến thất bại của Fusnagni, trên trái đất mùa hè đã đến và các trường học bắt đầu cho học sinh nghỉ hè. Tuy nhiên thầy chủ nhiệm vẫn nhắc nhở tất cả học sinh của mình phải chú ý đến việc học vì đây là năm cuối cùng và mùa hè này sẽ quyết định tương lai của họ. Đặc biệt thầy nhấn mạnh rằng Yuki cần phải nỗ lực hơn nữa với số điểm thấp lè tè của cô việc lên được sao hỏa để tiếp tục học tập là rất khó khăn. Điểm của cô thậm chí còn thấp hơn cả Toki lúc mới vào trường khi Maki hỏi Yuki về kế hoạch nghỉ hè. Zuki cho biết cô sẽ tham dự một khóa huấn luyện phi công để có thể tự bảo vệ bản thân trong tương lai không lâu sau đó mọi người tập trung tại trung tâm nghiên cứu để bắt đầu chương trình huấn luyện cậu bạn Akaji cũng tham gia nhờ sự giúp đỡ của cha mình người cũng làm việc tại trung tâm này dưới sự huấn luyện của Tom hầu hết mọi người đều vượt qua các bài kiểm tra một cách dễ dàng chỉ còn lại Akaji và Zuki bị tụt lại phía sau trong quá trình luyện tập Akaji bị chật khớp chân và không thể tiếp tục tham gia còn Zuki thì kiệt sức đến mức không thể ăn uống được gì sau buổi huấn luyện Mây và Sophie phải đến để giúp Yuki thư giãn, thậm chí Mây còn sử dụng một phương pháp đặc biệt để giúp cơ thể Yuki hồi phục nhanh chóng. Sáng hôm sau trong khi mọi người tiếp tục tập luyện, Yuki và Toki phải học thêm hè dưới sự hướng dẫn của Toshi. Toshi mặc dù có giao diện khá giang hồ, nhưng lại là một người cực kỳ xuất sắc trong mọi môn học. Sau buổi học họ được huấn luyện bắn súng, Sophie dễ dàng bắn trúng hồng tâm trong khi Yuki nhắm mắt và bắn một loạn xạ cả lên. Toki không cần sử dụng súng mà dùng thanh kiếm của mình để phá hủy mục tiêu một cách chính xác ngày qua ngày họ tiếp tục chuỗi ngày luyện tập gian khổ. Khi Yuki nghỉ ngơi Tom và mây thử nghiệm công nghệ mới trên người máy đó là khả năng di chuyển trên nước, tuy nhiên công nghệ này vẫn chưa hoàn thiện, khiến người máy chỉ đi được vài bước trước khi bị chìm và nước tràn vào buồng lái, trong khi đó Yuki tò mò không biết Mika đang làm gì trong kỳ nghỉ hè. Sophie cho biết rằng ở đây cũng có wifi và Yuki phát hiện rằng Mika đang tham gia lễ hội cosplay và nhận được rất nhiều sự hâm mộ. Toki cho rằng lễ hội này không phù hợp với phong tục truyền thống, nhưng anh cũng tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Sau nhiều ngày luyện tập, Yuki dần dần quen với nhịp độ và nhanh chóng học được nhiều kỹ năng cần thiết tại phòng chỉ huy. Sau khi quan sát Toki trong suốt thời gian luyện tập, mẹ của Yuki quyết định tháo vòng cổ áp chế của anh ra như một phần thưởng cho sự tiến bộ và cải tạo tốt của anh. Chiều hôm đó, Yuki mang thanh kiếm đến cho Toki. Trước khi trả lại cho anh, cô muốn chắc chắn rằng thanh katana này không tồn tại để mang đến cái chết cho anh. Sau khi xác nhận, Yuki cũng tháo vòng cổ cho Toki. Không lâu sau một tên người máy khác lại đến xâm lược, lần này chỉ có một tên duy nhất nên đã bị Toki và những người khác nhanh chóng áp chế. Tuy nhiên người máy này bất ngờ bỏ chạy khi nhận thấy tình thế bất lợi. Phòng chỉ huy không thể xác định được loại người máy này vì nó có khả năng ngụy trang rất tốt, gây khó khăn cho việc theo dõi và phân tích. Trở về trường mọi người bắt đầu bàn tán về việc tổ chức lễ hội văn hóa. Sau khi thảo luận cả hai lớp thống nhất sẽ chọn chủ đề về người máy chiến đấu tại trung tâm nghiên cứu cho lễ hội. Sau khi thống nhất kế hoạch mọi người bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi đó, Yuki cùng Toki và Sophie quay trở lại trung tâm nghiên cứu để tìm người phát biểu cho lễ hội. Người đầu tiên họ tìm đến là Tom. Anh ta không ngần ngại đồng ý vì rất tự tin vào khả năng tranh luận của mình. Tom thậm chí còn đùa rằng ai cãi thắng anh ta sẽ bị ăn đấm ngay. Tuy nhiên, May đã ngăn lại vì họ còn phải bận tham gia thử nghiệm lại khả năng đi trên mặt nước của người máy. Sau đó, Yuki tìm đến nhóm anh da đen để mời anh phát biểu nhưng anh ta cũng đang rất bận rộn. Yuki nghĩ đến việc mời mẹ mình, nhưng đến cấp dưới của bà còn bận thì nói gì đến bà mà rảnh được. Cuối cùng cả ba quyết định rằng họ sẽ tự phát biểu tại lễ hội. Tối đó Toki và Yuki lái xe đi mua đồ ăn nhưng họ bị thầy chủ nhiệm ngăn lại và gọi người bên UN đưa khối vuông của họ về. Tin tức về buổi đàm đạo về người máy chiến đấu của trường Yuki nhanh chóng lan truyền trên truyền thông và một kẻ đáng ngờ cũng nắm bắt được thông tin này. Ngày diễn ra lễ hội văn hóa đã đến và mọi người bắt đầu tập trung tại trường, vì còn thời gian trước khi buổi đàm đạo bắt đầu. Maki đề nghị Yuki và Toki đi dạo tham gia các gian hàng, Akaji cũng muốn đi theo nhưng bị Maki ngăn lại. Yuki và Toki đã trải nghiệm rất nhiều trò chơi khác nhau và qua đó Yuki dần nhận ra tầm quan trọng của lễ hội văn hóa trong việc giúp mọi người giải tỏa áp lực. Sau buổi đi chơi Yuki hỏi Toki rằng anh sẽ làm gì sau khi hoàn thành việc trả thù cho công chúa. Toki không có câu trả lời rõ ràng và Yuki bày tỏ mong muốn anh sớm có câu trả lời. Vì cô rất muốn cùng anh tham gia lễ hội văn hóa một lần nữa trong tương lai. Trong khi đội dò tìm đang truy lùng người máy đang ẩn trốn họ phát hiện ra một vật thể không xác định. Trở lại trường Yuki quyết định chụp hình để lưu lại kỷ niệm của lễ hội. Trong lúc Yuki đang chọn trang phục, Toki vẫn còn phân vân về tương lai của mình. Khi Yuki chụp hình xong Toki rất ngạc nhiên khi thấy Yuki trông cực kỳ giống công chúa làm anh thêm phần bối rối. Đúng lúc này Sophie tìm đến để nhắc rằng đã đến giờ diễn ra buổi đàm đạo tại hội trường. Khi buổi đàm đạo bắt đầu, cậu bạn MC do lần đầu dẫn chương trình nên liên tục bị lẹo lưỡi khiến Mika phải thay thế cậu ta để dẫn chương trình. Sau đó cô bắt đầu đặt ra một số câu hỏi liên quan đến Efido khi chương trình đang diễn ra. Kẻ đáng ngờ mà trước đó đã biết về sự kiện này bất ngờ xuất hiện, hắn không nói không rằng, lập tức lao lên tấn công Yuki. Toki nhanh chóng lao ra để chiến đấu nhưng anh chết lặng khi nhận ra kẻ tấn công lại là công chúa người mà anh luôn cố gắng bảo vệ và trả thù cho. Trong khoảnh khắc bối rối đó Toki bị công chúa đâm một nhát. Toki mất quá nhiều máu và nhanh chóng gục xuống sau cú đâm từ công chúa khi cô ta định tiếp tục tấn công một người bí ẩn bất ngờ lao ra đỡ lại đòn tấn công. Tình huống này làm mọi người hoảng loạn họ bắt đầu chạy ra ngoài để tránh nguy hiểm. Toshi cũng nhanh chóng đến hỗ trợ. Nhưng Yuki vẫn còn đang bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra. Sophie để giúp Yuki tỉnh táo lại cô bé đã vả cho cô một cái thật mạnh. Rồi gọi Akaji đến để đưa Toki đi trị thương. Khi thấy Toki sắp rời đi công chúa lập tức lao đến với ý định ngăn cản. Tuy nhiên người bí ẩn kia không để cô ta dễ dàng thực hiện điều đó và Toshi cũng nhanh chóng tham gia hỗ trợ. Quân đội lúc này đã có mặt và khi nhận thấy tình hình bất lợi, Công chúa lập tức bỏ chạy Maki vội vàng đưa cô giáo y tế Marina đến. Nhưng Marina dù là một giáo viên y tế lại sợ máu thì đúng là hết cứu. Thầy chủ nhiệm phải thay cô cầm máu cho Toki, Yuki ngay lập tức gọi đến UN để yêu cầu cứu viện. Và mẹ cô đã nhận được tin lập tức gửi máy bay đến. Trong khi đó công chúa vẫn đang bị người bí ẩn và quân đội truy đuổi. Cậu bạn của Akaji cũng chạy theo để quay phim. Nhưng sự việc trở nên nguy hiểm khi công chúa nhắm đến cậu ta, cậu bạn vẫn đứng quay phim mà không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần ngay khi cậu ta sắp bị chém một người lính đã lao ra đỡ đòn và bị thương nặng. Đây đúng là mấy thằng nhà báo đúng báo. Công chúa sau đó tìm đến chiếc trực thăng đang chuẩn bị đưa Toki đi cấp cứu. Cô ta nhất quyết không cho phép ai rời đi và lập tức gọi đến người máy chiến đấu của mình. Chỉ huy nhận được tín hiệu và vì Toki vẫn đang bất tỉnh ông đã ra lệnh cho Tom và May ra trận. Người bí ẩn xuất hiện trong sự hỗn loạn này có lộ khuôn mặt rất giống với những gì Toki đã phát thảo từ trước. Càng làm tăng thêm sự kỳ bí của tình huống. Con người máy ẩn nấp cũng bắt đầu hành động sau khi thấy công chúa di chuyển. Bên trong trực thăng sau khi bác sĩ kiểm tra nhận thấy cơ thể Toki đang tự phục hồi, không cần can thiệp y tế và anh cũng đã tỉnh dậy. Bên ngoài Tom và Sophie đang đối đầu với công chúa, nhưng cô ta dễ dàng chống đỡ và lao thẳng đến trung tâm nghiên cứu, chỉ Huy nhận thấy sự nguy hiểm tiềm tàng từ công chúa nên ông quyết định tìm đến Toki. Dù tình trạng sức khỏe của Toki còn rất yếu, anh vẫn quyết tâm muốn đi cứu công chúa mặc dù chính cô đã đâm anh. Chỉ huy cho biết công chúa của Toki cũng đang điều khiển người máy và đang tiến đến đây. Và mục tiêu của Efido dường như là Toki. Ông khẩn cầu Toki lái hắc tích để bảo vệ nơi này nếu không họ sẽ mất tất cả kể cả cơ hội cứu công chúa. Toki đồng ý dù biết rằng tình trạng của anh rất tệ. Bác sĩ tiêm cho anh một liều giảm đau để có thể chịu đựng và chiến đấu. Cả Toki và Yuki lên hắc tích chuẩn bị cho trận chiến. Yuki hứa với Toki rằng cô sẽ không để anh phải chết khi họ gặp công chúa. Duki cảm nhận được có thêm một người máy khác đang đến. Tom liên lạc và bảo họ cầm cự cho đến khi anh có thể lên bệ phóng đến hỗ trợ. Con người máy còn lại cũng đã đến và cả ba lao vào cuộc chiến. Duki nhanh chóng nhận ra rằng đối thủ không hề có ý định hợp tác chiến đấu. Thực tế cô gái tóc tím trong đội chỉ muốn lập chiến công cho riêng mình. Toki tập trung tấn công cô ta nhưng nhận ra rằng cô ta mạnh hơn anh tưởng. May mắn thay Tom đã đến kịp thời và chuyển sang đối đầu với cô tóc tím để Toki có thể tập trung solo với công chúa. Dù Toki rất yếu anh vẫn cố gắng hết sức để đưa công chúa trở về. Yuki nhận ra sự khó khăn của Toki và yêu cầu anh nghe theo kế hoạch của cô nếu muốn cứu công chúa. Cô lập tức yêu cầu Toki lùi lại và tập hợp với mọi người. Yuki biết rằng công chúa và cô gái tóc tím không thích phối hợp chiến đấu, nên cô đề xuất chiến thuật đánh chặn. Với đội hình chiến thuật của Sophie họ dễ dàng hạ gục cô tóc tím. Sau đó đến công chúa cũng không thể chống đỡ được từ ba hướng tấn công khác nhau. Công chúa nhận ra tình thế nguy cấp lập tức gọi tàu mẹ và kéo theo cô tóc tím trốn thoát. Toki muốn đuổi theo nhưng Tom ngăn lại, khuyên rằng việc lên tàu mẹ chỉ có thể dẫn đến cái chết. Sau trận chiến Toki kiệt sức và rơi vào hôn mê sau cuộc tấn công ở trường. Toki được đưa đi cấp cứu điều đáng ngạc nhiên là anh chỉ mất chưa đầy một ngày để hồi phục hoàn toàn các vết thương, đến mức cả bác sĩ cũng không hết bất ngờ về tốc độ phục hồi của anh. Sau sự kiện này nhiều người dân bắt đầu chuyển nhà để tránh nguy hiểm và các cửa hàng cũng dần đóng cửa do lượng khách giảm sút đáng kể. Đặc biệt Suki trở thành tâm điểm bàn tán khi mọi người nhận ra kẻ tấn công Toki có khuôn mặt rất giống cô. Trong khi đó, phía chỉ huy đã đạt được một bước tiến lớn khi phát triển thành công một loại người máy chỉ cần một người điều khiển. Điều này đồng nghĩa với việc Mây và Toshi sẽ tham gia chiến đấu thay vì chỉ làm hoa tiêu như trước đây. Tuy nhiên không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Sophie nhận được lệnh từ cha cô yêu cầu trở về Pháp sau sự cố tại lễ hội, khiến cô phải đối mặt với quyết định khó khăn, ở lại chiến đấu cùng mọi người hoặc nghe theo lời cha mẹ và trở về quê hương. Trên đường trở về, Sophie tình cờ gặp Toki đang cầu xin máy bán hàng tự động cho anh xin một ít thức ăn. Cảm thấy thương cảm, cô mua cho anh vài món ăn. Khi ngồi cùng Toki, Sophie chia sẻ rằng cô thực sự muốn ở lại chiến đấu nhưng lại bị giằng xé bởi lời của cha mẹ. Bây giờ cô phải quyết định giữa việc cãi lời cha mẹ để ở lại hoặc nghe theo và trở về Pháp. Tuy nhiên, Toki dường như không chú ý lắm đến câu chuyện của Sophie vì anh đang tập trung ăn hết tô ramen mà cô vừa mua. Khi Toki vẫn còn đói và muốn ăn thêm kem, anh gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa hai vị đậu xanh và đậu đỏ. Trong lúc phân vân anh thốt lên rằng chiến binh thì phải tự quyết định số phận của mình. Sophie nghe vậy tưởng rằng Toki đang động viên mình nên cô quyết định lựa chọn theo ý muốn của mình và tự tin rời đi. Cuối cùng Toki chọn kem đậu đỏ mặc dù theo tôi vị đậu xanh có vẻ ngon hơn. Trong khi đó ngoài không gian công chúa và cô gái tóc tím đang bị trừng phạt vì thất bại trong nhiệm vụ trước đó. Một tên đầu chọc muốn là người tiếp theo tham gia chiến đấu nhưng tên đeo kín ngăn lại cho rằng họ cần phải điều tra kỹ lưỡng trước khi tiếp tục tấn công. Công chúa và tóc tím tha thiết xin được chiến đấu một lần nữa để phục hồi danh dự đã mất. Trở lại với Toki sau khi không mua được kem anh quyết định ra ngoài ngắm cảnh để thư giãn. Đúng lúc này Yuki đến thăm anh và mang theo kem cho anh, cả hai ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. Yuki tự hỏi liệu cô và công chúa có thực sự giống nhau đến vậy không? Toki trả lời rằng khi lần đầu gặp Yuki, anh cũng từng nhầm cô với công chúa vì cả hai thật sự chẳng khác gì nhau. Điều này khiến anh bối rối không biết phải làm gì nếu phải đối đầu với công chúa một lần nữa. Khi cả hai đang trò chuyện không biết rằng công chúa và tóc tím đã quay trở lại trái đất, người bí ẩn cũng phát hiện ra sự hiện diện của họ. Hôm sau, Yuki cùng Maki và nhóm Akaji đến một địa điểm để quay phim Maki trong trang phục cosplay. Toki không thể đi theo vì anh bị bác sĩ yêu cầu ở lại để kiểm tra sức khỏe. Cô giáo Marina cũng đi cùng và Maki chính là người mời cô đi theo để giúp giải tỏa áp lực sau những sự kiện căng thẳng gần đây. Akaji tiết lộ rằng Marina đã nộp đơn từ chức nhưng bị từ chối. Trong vụ việc tại lễ hội văn hóa chính cô là người đã thuyết phục các giáo viên khác đồng ý với kế hoạch của học sinh. Và Maki nghĩ rằng sau chuyến đi này, Marina sẽ cảm thấy thoải mái hơn nên đã mời cô đi cùng. Trong khi đó, tại trung tâm nghiên cứu, Toshi và May đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện chiến đấu bằng người máy một mình. Trái ngược với họ, Sophie lại gặp nhiều khó khăn, sau đó chỉ huy thông báo về việc sắp xếp lại đội hình chiến đấu vì Sophie sắp trở về Pháp. Khi nghe tin này, Toki phản đối mạnh mẽ cho rằng việc Sophie rời đi sẽ làm giảm sự an toàn của trung tâm nghiên cứu. Mặc dù biết Toki nói đúng nhưng Chỉ Huy không còn lựa chọn nào khác, vì cha mẹ của Sophie có ảnh hưởng lớn đến chính phủ Pháp và Chỉ Huy không thể làm gì để ngăn cản. Lúc này, công chúa và tóc tím đã đột nhập vào trung tâm nghiên cứu, cả hai nhanh chóng loại bỏ hai công nhân với lương tháng ít ỏi rồi cải trang thành họ để tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Trong khi đó, nhóm của Yuki đã bắt đầu quay phim với Maki và cô giáo Marina cùng tham gia cosplay Họ nhanh chóng hòa mình vào công việc quay phim mà không biết gì về những mối nguy hiểm đang rình rập tại trung tâm nghiên cứu. Công chúa và tóc tím tiến sâu vào trung tâm và tình cờ bắt gặp Toki. Họ lặng lẽ theo dõi anh Toki sớm nhận ra sự hiện diện của họ nhưng thay vì chiến đấu, anh cố gắng giúp công chúa nhớ lại quá khứ và nhận ra sự thật. Tuy nhiên công chúa không lắng nghe và bắt Toki làm con tin buộc anh phải đi theo họ. Cả ba sau đó đến khu vực khai quật nơi tóc tím nhận ra một vật thể quan trọng, được gọi là điệp phiên thạch. Cô tin rằng nếu lấy được nó công chúa sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại hành tinh này. Sau khi có được thông tin điệp phiên thạch cả ba trở lại chỗ hắc tích, đúng lúc này Sophie cùng quân đội đã đến và nhanh chóng tước vũ khí của công chúa. Thấy tình thế bất lợi, công chúa và tóc tím lập tức bỏ chạy. Sophie muốn tấn công nhưng Toki đã ngăn lại khiến cô nhận ra rằng hành động này không xuất phát từ lòng trung thành của Toki với công chúa mà có thể là vì một lý do sâu xa hơn. Điều này khiến Sophie quyết định không trở về Pháp vì cô không yên tâm khi để lại nơi này cho Toki. Trong khi đó, Yuki cũng được người của UN đến đón và đưa về trung tâm nghiên cứu vì có sự cố xảy ra, trở lại với công chúa và tóc tím cả hai đã trốn thoát dưới một đập nước. Tuy nhiên tóc tím nhanh chóng phổi bạn công chúa định thủ tiêu cô để giành lấy chiến công cho riêng mình. Nhận thấy sự nguy hiểm công chúa nhanh chóng nhảy xuống thác nước để trốn thoát. Toki xem qua camera an ninh và phát hiện công chúa đã rơi xuống thác nước. Ngay lập tức anh quyết định lên đường đi tìm cô, chỉ huy dù rất lo lắng bắt đầu nghi ngờ liệu Toki có thực sự đáng tin cậy hay không vì hành động của anh rõ ràng là giúp đỡ kẻ thù. Tuy nhiên mẹ của Yuki lại tin tưởng rằng Toki hoàn toàn đứng về phía họ. Bà cho rằng anh ta chỉ đơn giản là cố gắng cứu công chúa khỏi sự kiểm soát của quỷ dữ, chỉ huy tạm thời gạt bỏ những nghi ngờ và ra lệnh cho cảnh sát địa phương tham gia tìm kiếm công chúa. Bên cạnh đó hiện tại chỉ có một con người máy hoạt động trên trái đất và họ cần sự hợp tác từ các quốc gia khác để hỗ trợ. Khi tỷ lệ xuất hiện của kẻ thù vẫn đang tiếp tục tăng, mục đích của chúng dường như quá rõ ràng, chúng muốn chiếm lấy thứ đang được khai quật bên dưới trung tâm nghiên cứu. Chỉ huy có thể dùng thứ đó để mặc cả hoặc gây sức ép nhưng có lẽ thế giới sẽ không chấp nhận điều này. Sau đó mẹ của Yuki đến gặp cha của Akaji để bàn về việc các bộ phận chế tạo người máy mới sắp được Mỹ gửi đến dự kiến sẽ đến trong hôm nay. Trong khi đó, Toki không thể chờ đợi thêm nữa và quyết định sử dụng hắc tích để đi tìm công chúa. Tom vẫn nghi ngờ rằng Toki có thể phản bội nhưng Toshi không tin điều đó. Anh cho rằng nếu công chúa còn sống Toki sẽ cố gắng cứu và thuyết phục cô về phe họ thể hiện lòng trung thành đáng nể. Sophie tuy nhiên thắc mắc tại sao Toki không nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu để tránh bị nghi ngờ. Toki sau đó lên hắc tích cùng Yuki và chỉ huy cũng cho phép cả hai sử dụng nó. Bên ngoài tóc tím đã gửi toàn bộ thông tin về cho tàu mẹ và tên mang kín được giao nhiệm vụ đã đến đón cô ta về, lúc này máy bay vận chuyển hàng của Mỹ cũng đã đến. Tuy nhiên cảnh báo vang lên tại phòng chỉ huy khi tên mang kín lao thẳng đến trung tâm nghiên cứu với một con người máy hệ bay. Trên đường đến đó hắn tấn công máy bay vận chuyển buộc phía Mỹ phải thả hàng sớm hơn dự kiến. Chiếc máy bay mất kiểm soát và lao thẳng đến trung tâm nghiên cứu, trong tình thế nguy cấp hắc tích xuất hiện kịp thời và ngăn chặn chiếc máy bay thành công. Tên mang kín sau đó bay ngang qua và tìm thấy vị trí của tóc tím. Sau khi biết rằng công chúa đã chết hắn quyết định tìm lại thi thể của cô và trả thù Toki mặc dù tóc tím ra sức ngăn cản. Khi đối mặt với kẻ thù, Toki kéo hắn ra xa trung tâm nghiên cứu để chiến đấu. Ngay lập tức, tên mang kín kéo Toki bay thẳng lên cao, nơi anh không thể tấn công vì xung quanh toàn là mây đen. Hắn vừa tấn công vừa kéo Toki lên trời. Trong khi chỉ huy muốn sử dụng tên lửa hỗ trợ nhưng thời tiết quá xấu để triển khai. Đúng lúc đó, một con người máy hệ bay khác xuất hiện hợp nhất với Hắc Tích và cho Toki một đôi cánh kích hệ tộc bay. Toki và Zuki có thể dễ dàng chiến đấu với tên mang kín. Đôi cánh trở thành một phần của hắc tích giúp Toki giảm trọng lực và cho phép anh bay trở thành một samurai trên trời. Cả hai nhanh chóng đánh bại tên mang kín, buộc hắn phải rút lui sau khi bị áp đảo. Sau trận chiến đôi cánh hỗ trợ hỏi Toki về mục đích chiến đấu của anh, Toki vẫn khẳng định rằng anh chiến đấu để trả thù cho gia tộc Washiba. Đôi cánh cho rằng anh có thể đang lạc lối nhưng dù sao nó vẫn sẽ hỗ trợ khi anh cần rồi rời đi. Yuki nhận thấy giọng nói của đôi cánh rất quen thuộc, một tháng đã trôi qua kể từ khi công chúa mất tích nhưng vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào về cô ấy. Toki và Yuki đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua và hôm nay là ngày lãnh lương của họ. Mặc dù ban đầu Toki không quan tâm đến việc nhận lương nhưng khi biết rằng số tiền đó có thể dùng để mua đồ ăn, anh ta đã nhanh chóng thay đổi ý định và nhận ngay lập tức. Khi trở về nhà, Toki đã tặng một phần tiền cho người chú đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua như một món quà cảm ơn. Tuy nhiên, người chú từ chối nhận số tiền này. Trong khi đó, Yuki vừa nhận lương nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc mua sắm. Người chú phải nhắc cô rằng cô nên nghĩ đến việc mua gì đó cho em gái của mình, đang suy nghĩ về việc sẽ mua gì. Yuki tình cờ nhìn thấy một quảng cáo trên TV về dịch vụ tắm suối nước nóng. Cô quyết định tổ chức một chuyến đi chơi cho gia đình và rủ Maki đi cùng. Nhưng khi đến trường, Yuki nhận thấy chỉ có vài người trong lớp điều này khiến cô cảm thấy hơi chán. Thay vì chỉ rủ một vài người Maki đã quyết định rủ cả lớp cùng tham gia để tạo kỷ niệm cho những người sắp chuyển đi. Cả lớp đều đồng ý tham gia nhưng đến lúc khởi hành thì chỉ có nhóm Akaji và một vài người khác thực sự đi cùng. Toki đã mua rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn vì với số tiền lương của Yuki họ chỉ có thể thuê phòng mà không có dịch vụ ăn uống kèm theo. Chuyến đi bắt đầu khi chú lái xe đưa cả nhóm đến nơi họ sẽ ở, khi đến nơi họ được một ông chú dẫn đến căn hộ mà họ đã thuê. Ông chú này thông báo rằng khu vực này không có suối nước nóng công cộng nhưng có một con đường tắt dẫn lên núi đến một dinh thự bí mật của Kenshin nơi có một hồ tắm ngoài trời. Tuy nhiên ông chú cảnh báo rằng tắm ở đó vào ban đêm rất nguy hiểm vì thường có gấu xuất hiện và người phụ trách chỉ làm việc vào buổi sáng, dù vậy cả nhóm vẫn hứng thú với chuyến đi. Khi về đến căn hộ, Toki nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị bữa tối trong khi nhóm Akaji đi tham quan xung quanh. Một lát sau món cà ri do Toki nấu đã hoàn thành và mọi người đều khen ngợi hương vị tuyệt vời của món ăn. Trong bữa tối một cậu bạn của Akaji đã chiếu đoạn phim mà cậu ta vừa chỉnh sửa. Tuy nhiên kỹ năng chỉnh sửa của cậu khá kém, khiến mọi người không ngừng chê bai. Dù vậy họ quyết định cùng nhau thực hiện một bộ phim khác hay hơn, mà không biết rằng bộ phim đó chính là lời tạm biệt của cậu bạn sắp chuyển trường. Sáng hôm sau mọi người lên đường đến suối nước nóng, nhưng nhóm Akaji vẫn chưa thức dậy nên họ đi trước. Trên đường đi Yuki phát hiện ra mình đã để quên khăn tắm và quyết định quay lại lấy. Toki lo lắng cho sự an toàn của Yuki nên đã đi theo cô, trong khi đó công chúa lại đang ngâm mình dưới suối nước nóng để chữa lành vết thương. Trong lúc thư giãn cô nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu khi còn sống cùng cha mẹ. Zuki trong lúc quay lại vô tình đi lạc đến một khu suối nước nóng bỏ hoang cùng với Toki cả hai quyết định chia nhau ra để tắm trong lúc đang tắm Zuki bất ngờ gặp lại công chúa dù Zuki cố gắng nói chuyện với công chúa nhưng cô ấy không hề lắng nghe không còn cách nào khác Zuki phải gọi Toki đến giúp nghe thấy tiếng Zuki Toki lập tức lao vào phá tường để đến chỗ cô ngay khi Toki đến nơi công chúa đột nhiên ngất xỉu và đúng lúc đó các đặc vụ của Un ập vào và đưa công chúa đi Zuki ra ngoài để gọi điện cho Maki nhưng bất ngờ một con quỷ xuất hiện và bắt cóc cô đưa về tàu mẹ. Trên tàu không gian nhầm lẫn lớn đã xảy ra khi các tên chỉ huy cho rằng Yuki chính là công chúa bị mất tích. Vì vậy họ chỉ tập trung vào việc trị thương cho cô không hề nhận ra rằng đã bắt nhầm người, trở về trung tâm nghiên cứu. Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi mẹ của Yuki nghe tin con gái mình bị bắt cóc. Nỗi lo lắng và tuyệt vọng bao trùm nhưng gia đình và đồng đội của Yuki vẫn chưa thể lên kế hoạch giải cứu cô. Trong khi đó công chúa thật sau khi được kiểm tra toàn diện, đã gây ra sự ngạc nhiên lớn khi kết quả DNA của cô giống hệt với Yuki. Điều này khiến bác sĩ phải đi đến một kết luận đáng kinh ngạc, công chúa thực chất là tổ tiên của Yuki. Chỉ huy tại trung tâm nghiên cứu đã tập hợp các phi công lại để tìm cách giải cứu Yuki, tuy nhiên tình hình trở nên phức tạp khi Hắc Tích không thể sử dụng được. Do đó Tom May và Toshi sẽ phải sử dụng người máy điều khiển từ xa để chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra. Sophie lại không thể tham gia chiến đấu vì cô đang chờ lệnh trở về nước. Trong khi đó mẹ của Yuki đã tuyệt vọng đến mức phải liên lạc với Naka để nhờ sự giúp đỡ nhưng tất cả đều bó tay trước tình hình hiện tại. Trong lúc này bác sĩ đã đến tìm chỉ huy và cho biết rằng có thể kích hoạt hắc tích mà không cần phi công giống như cách Fusnagni đã làm trước đây. Tuy nhiên chỉ huy không muốn sử dụng biện pháp này ngay lập tức mà quyết định để nó như một phương án cuối cùng khi không còn lựa chọn nào khác. Toki không thể ngồi yên. Sophie đến gặp anh và cố gắng thuyết phục rằng họ đã cứu được công chúa rồi không cần quan tâm đến Yuki nữa. Tuy nhiên Toki vẫn giữ lời hứa sẽ bảo vệ Yuki, mặc dù hiện tại anh không thể lái được khắc tích điều này khiến anh cảm thấy vô dụng. Dù vậy Toki vẫn quyết tâm bảo vệ công chúa bất kể cô đứng về phe nào. Sophie thấy thất vọng về Toki nên đã rời đi. Trong lúc Sophie đang ngồi suy nghĩ bất ngờ một dòng chữ màu đỏ xuất hiện. Cho biết nếu cô muốn biết thêm về quỷ chỉ cần gật đầu và nó sẽ đến gặp cô, không do dự Sophie đã đồng ý ngay lập tức. Trên tàu không gian tóc tím bắt đầu lo lắng về việc Yuki có thể tiết lộ bí mật về việc cô ta tấn công công chúa, nên tóc tím lên kế hoạch thủ tiêu Yuki. Tuy nhiên khi đâm vào buồng chữa trị của Yuki thì không thấy cô đâu cả. Sophie sau đó bắt đầu tìm hiểu về người bí ẩn mà cô đã gặp trước đó. Ở chỗ của bác sĩ, mặc dù công chúa có khả năng phục hồi nhanh chóng như Toki nhưng một số vết thương của cô lại không thể lành lại. Nguyên nhân là do kháng thể của công chúa đang chống lại một loại virus và máy nano hồi phục cũng đang chiến đấu chống lại thứ gì đó có thể phá hủy cơ thể cô, điều này tương tự như khi kiếm nano của Hắc Tích chém vào giáp nano, khiến cho giáp không thể tự hồi phục, để chữa trị bác sĩ cần phá vỡ hiện trạng bằng cách truyền vào máy nano mới, và nguồn nano đó chính là từ máu của Toki. Nhờ vào máu của Toki công chúa đã tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê. Bác sĩ kiểm tra các vết thương của cô và nhận thấy rằng dù công chúa có từ chối nhận thức nhưng DNA của cô hoàn toàn giống với Yuki xác nhận rằng cô chính là công chúa từ 450 năm trước. Sau đó bác sĩ cũng thông báo cho công chúa về việc Yuki bị bắt nhầm và cùng Toki rời đi. Trong khi đó Sophie đã được Toshi đưa về nhà, ngay khi bước vào nhà cô gặp lại người bí ẩn kia người tự giới thiệu mình là Zero. Zero giải thích rằng anh ta không tiếp cận Toki hay Yuki vì sợ họ sẽ kích động. Và Sophie là người thông minh hơn cả nên anh ta đã chọn cô để giao tiếp. Jeru tiết lộ rằng anh ta không phải là người cũng không phải đồng minh hay kẻ thù của nhân loại, nhưng lại có chung kẻ thù với nhân loại đó là Ephydo. Trở lại trung tâm nghiên cứu, Toki đã lén đến gặp công chúa để nhờ cô giúp anh kích hoạt Hắc Tích và giải cứu Yuki. Dù anh vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng, công chúa quyết định sẽ giả vờ như đã đánh cắp được Hắc Tích và gọi tàu mẹ đến để đưa về. Tuy nhiên cô không chắc rằng Toki sẽ sống sót khi lên tàu mẹ. Không chút do so dự, Toki đồng ý ngay lập tức. Cả hai nhanh chóng lên đường đến chỗ Hắc Tích và mọi việc diễn ra thuận lợi khi nhóm của người mẹ Yuki đã giúp họ đến nơi an toàn. Đó chính là kế hoạch của mẹ Yuki khi bà đã cố gắng gọi hết mọi sự giúp đỡ nhưng không ai giúp được nên bà chỉ còn biết nhờ cậy vào Toki, sau đó cả Toki và công chúa lên hắc tích. Và lúc này một tin nhắn từ công chúa 450 năm trước hiện lên. Trong tin nhắn công chúa yêu cầu hậu duệ của mình phải chiến đấu với quỷ dữ để bảo vệ bách tính đó là nhiệm vụ tối cao của gia tộc Washiba. Điều này khiến công chúa hiện tại nhận ra rằng có nhiều bí mật về bản thân mà cô chưa từng biết quyết tâm tìm hiểu sự thật. Cô nhấn mạnh rằng phải hỏi chỉ huy cho ra lẽ. Sau đó, cả Toki và công chúa cùng nhau xuất kích. Hệ thống báo động trên tàu không gian vang lên khắp nơi. Bác sĩ thông báo rằng công chúa đã biến mất và hắc tích đang tự khởi động mà không có sự cho phép. Chỉ huy lập tức ra lệnh cho Tom và Mây ngăn chặn hắc tích nhưng họ phát hiện ra rằng có một khóa khẩn cấp ngăn cản mọi nỗ lực can thiệp. Nhận ra rằng tình hình, chỉ huy liền sử dụng quyền hạn khẩn cấp của mình và ngay lập tức ra lệnh bắt giữ mẹ của Yuki. Bà biết rằng mình đã đạt được mục đích không kháng cự và chấp nhận bị bắt giữ. Trong khi đó, Sophie đang có một cuộc trò chuyện căng thẳng với Zero. Anh ta tiết lộ rằng mục đích của Ephido, kẻ thù chung của nhân loại và hành tinh của anh là sự thống trị tuyệt đối. Ephido muốn biến trái đất thành một thuộc địa, nơi mà toàn bộ loài người sẽ bị kiểm soát dưới một hệ thống phân cấp chặt chẽ. Trong hệ thống đó, ý chí của con người sẽ không còn giá trị gì. Những lời của Zero làm Sophie thêm lo lắng về tương lai của trái đất trở lại tàu không gian Yuki bằng cách nào đó đã thoát khỏi căn buồng nơi cô bị giam giữ trong khi cố gắng tìm hiểu xung quanh cô bất ngờ chạm mặt với tóc tín kẻ đã truy sát cô từ trước trong lúc chạy trốn Yuki may mắn tìm thấy một căn phòng bí mật tại đây cô phát hiện ra một thiết bị kỳ lạ yêu cầu cô đưa tay vào khi Yuki làm theo tâm trí của cô bị đẩy ra ngoài không gian và cô bắt đầu tìm cách trở về trái đất cùng lúc đó công chúa đã liên lạc với tàu mẹ của Efido để yêu cầu đưa cô trở lại chỉ huy của Ephido nhanh chóng nhận ra rằng họ đã bắt nhầm người và ra lệnh cho lũ quỷ tiêu diệt Zuki để bảo vệ bí mật của họ. Zero tiếp tục chia sẻ với Sophie về câu chuyện của mình, tiết lộ rằng hành tinh của anh đã bị Ephido xâm chiếm và anh đã đến trái đất để trả thù cho những người đồng đội đã ngã xuống. Zero từng muốn hợp tác với loài người để chống lại Ephido nhưng sau khi suýt bị giết vì sự nghi ngờ của con người, anh quyết định chỉ đứng ngoài và cung cấp thông tin. Anh ta cũng tiết lộ rằng những cuộc chiến trước đây mà loài người tham gia chỉ là đối đầu với một đơn vị trinh sát của Ephido và quân xâm lược thực sự vẫn chưa xuất hiện. Hành tinh của Zero đã thất thủ vì không thể phản ứng kịp trước sự tấn công bất ngờ và nhanh chóng của Ephido. Trước khi rời đi, Zero để lại cho Sophie một chiếc USB chứa đựng thông tin quan trọng. Trong khi đó, Yuki khám phá được những thông tin về cuộc xâm lược của quân Ephido và hành tinh của Zero nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào để trở về trái đất. Cô nghe được thông báo rằng người máy của công chúa đã được sửa chữa và quyết định sử dụng nó để trở về. Khi bước vào một căn phòng khác, Yuki phát hiện ra một cái đầu người khiến cô hoảng sợ và bỏ chạy. Cùng lúc đó, Toki đã lên tàu mẹ của Efido. Khi đến nơi công chúa xuống trước để đánh giá tình hình, khi cô vào phòng của mình để lấy vũ khí phát hiện ra một thanh kiếm đã mất do Yuki đã mang theo để tự vệ. Sau đó công chúa đến báo cáo tình hình với chỉ huy, trong khi đang báo cáo một thông báo vang lên báo hiệu rằng Toki đã tự ý hành động gây ra sự hỗn loạn nhận ra công chúa có thể phản bội, chỉ huy của Efido ra lệnh hành quyết cô. Trong lúc đó Yuki, khi đang trốn chạy lại một lần nữa chạm trán với tóc tím, cô liên tục bị dồn ép nhưng may mắn thay. Toki kịp thời đến giải cứu, sau đó cả ba cùng nhau chạy trốn khỏi tàu mẹ. Yuki rất vui mừng khi thấy Toki đã đến cứu mình nhưng anh chỉ đơn giản nói rằng anh đang giữ lời hứa với cô. Tuy nhiên không kịp vui mừng, cả ba bất ngờ bị một tên đeo kín sử dụng lực đẩy hất tung họ ra ngoài không gian. May mắn thay Zero đã xuất hiện kịp thời để giải cứu cả ba, trong khi đó, tại phòng chỉ huy, mọi người thở phào khi nhận được tin Toki đã giải cứu Yuki thành công nhưng niềm vui chưa kịp lắng xuống họ lại nhận được thông tin rằng tàu mẹ của Efido đang tiến vào quỹ đạo trái đất, chuẩn bị cho một cuộc xâm lược lớn, dự kiến chỉ còn 2 tiếng nữa con tàu sẽ đến trái đất, nhóm của Yuki cũng đến nơi an toàn. Khi họ tiếp đất cả đội thở phào nhẹ nhõm đặc biệt là mẹ của Yuki khi thấy con gái mình an toàn trở về. Zuki được đón chào đón bởi đồng đội nhưng tình thế vẫn căng thẳng vì sự hiện diện của công chúa người mặc dù đã giúp đỡ họ nhưng vẫn là một thành viên của Ephido, kẻ thù của nhân loại. Zero bất ngờ xuất hiện ngay sau khi họ hạ cánh nhưng chưa kịp giải thích gì, Toki đã rút kiếm lao thẳng về phía anh ta. Tuy nhiên Zero dễ dàng khống chế Toki chỉ bằng một chiêu duy nhất. Zero sau đó tiết lộ sự thật gây sốc, công chúa thật sự đã chết từ 450 năm trước và người họ đang nhìn thấy chỉ là một bản sao được tạo ra từ thông tin gen của công chúa thật. Bản sao này chỉ là một con rối được tạo ra để phục vụ cho kế hoạch của Ephido. Tất cả những ký ức về gia đình mà công chúa tưởng như thật đều là giả dối được lập trình để thao túng cô. Cái đầu mà Zuki đã nhìn thấy trên tàu Ephido chính là thiết bị đang tạo ra một bản sao khác, tiếp nối chuỗi âm mưu của kẻ thù. Ephido có khả năng tạo ra các thuộc hạ trung thành bằng cách cấy ghép ký ức giả vào các thực thể tại những hành tinh mà chúng xâm lược. Hành tinh của Zeru đã chịu số phận tương tự, và nếu Zeru không hành động trái đất cũng sẽ bị xâm chiếm theo cách tương tự. Zero đề nghị hợp tác với nhân loại để chống lại Ephido. nhưng Toki kiên quyết từ chối. Zero chỉ cười nói rằng quyết định không nằm ở một người lính quèn như Toki và để lại kiếm của Toki trước khi rời đi. Yuki vẫn băn khoăn, hỏi Zero về chiếc đồng hồ trên tay anh ta. Zero tiết lộ rằng cha của Yuki từng là một người bạn tốt của anh. Sau cuộc đối thoại này, Chỉ Huy đã phục chức cho mẹ của Yuki đưa bà trở lại vai trò quan trọng trong chiến dịch. Lúc này Tổng Bí Thư đã gọi đến và ra lệnh cho họ phải bảo vệ trung tâm nghiên cứu bằng mọi giá với sự hỗ trợ từ các nước đồng minh. Lệnh di tản được phát đi và mọi người bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tàu mẹ của Ephido đã tiến vào quỹ đạo trái đất và bắt đầu thả người máy chiến đấu xuống bề mặt. Chỉ huy ngay lập tức ra lệnh cho toàn bộ chiến binh ra trận, mặc dù Sophie vẫn không được phép tham gia trận chiến. Hắc tích đã kích hệ bay và cùng với Zero, Toki biến thành một samurai trên không. Nhưng cả ba ngay lập tức bị tên đeo kín kéo xuống mặt đất, và lũ người máy của Ephido nhanh chóng tràn vào trung tâm nghiên cứu. Mặc dù quân đội khai hỏa chống lại chúng nhưng tất cả đều vô ích. Những phát súng chỉ làm lãng phí tiền thuế của nhân dân mà không gây tổn hại gì cho kẻ địch. Nhóm của Tom bắt đầu tham chiến. Nhưng May đã bị tên đầu chọc tấn công và mất một cánh tay. Còn Toshi bị người phụ nữ tóc tím đâm vào bụng làm mất khả năng chiến đấu. Chỉ còn lại Tom là người duy nhất có thể trụ vững. Nhưng tình hình ngày càng tồi tệ hơn khi lũ người máy bắt đầu xâm nhập sâu vào trung tâm chỉ huy ra lệnh di tản toàn bộ trong khi tàu mẹ của Efido hạ xuống mặt đất và bắt đầu thả ra một lớp màng khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực. Rất nhiều người máy từ tàu mẹ chui ra, bắt đầu bắt giữ và khống chế những người sống sót. Nhóm của Maki đang trong quá trình di tản bắt gặp Sophie đang cố gắng cứu công chúa giả. Họ quyết định giúp đỡ Sophie nhưng ngay sau đó, tóc tím phát hiện ra công chúa và lao đến tấn công. Toshi với những sức lực cuối cùng quyết định hy sinh bản thân để tiêu diệt tóc tím giúp những người khác có cơ hội thoát thân. Tom rất tức giận trước cái chết của đồng đội và muốn ở lại chiến đấu đến cùng nhưng Toki đã kéo anh ta đi. Biết rằng đây không phải là lúc để hy sinh vô ích. Cuối cùng trận chiến đầu tiên với Ephido kết thúc trong sự thất bại của nhân loại, một trận thua đầy cay đắng. Mọi người tập trung tại điểm tập kết nơi họ chuẩn bị cho những cuộc chiến tiếp theo. Chỉ huy đã quyết định sử dụng ngôi trường làm căn cứ tạm thời trong tình hình khẩn cấp hiện tại. Họ đang tìm cách thoát ra khỏi lớp lá chắn bảo vệ với đường kính 25 km bao quanh khu vực. Nhưng việc đào đất là không thể vì lá chắn này có dạng khối tròn bao phủ toàn bộ. Tuy nhiên ánh sáng vẫn có thể xuyên qua lá chắn này, vì vậy họ tìm cách giao tiếp với bên ngoài bằng kính quang học. Điều mà bọn Ephido muốn tìm kiếm chính là điệp phiến một vật thể bí ẩn đã bị chôn vùi dưới lòng đất suốt 450 năm qua, trong khi mọi người trong nhóm chỉ có thể lập một bàn thờ nhỏ để tưởng niệm những người đã hy sinh. Bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa những người bị thương, Bên ngoài lũ Ephido đã bắt giữ những người bị khống chế và buộc họ phải khai quật các viên đá bí ẩn phù hợp với mục đích của chúng. Về phía Yuki và nhóm của cô sau khi trở về nhà chú cùng với công chúa giả, họ đã gặp Zero mọi người ngồi lại cùng nhau để thảo luận. Zero bắt đầu kể về một câu chuyện xảy ra 8 năm trước, khi đó anh ta tình cờ thấy một người đàn ông đang đặt bẫy trên núi, không phải để bắt thú rừng mà để bắt chính Zero, người đàn ông đó là cha của Yuki. Ông ấy rất kiên nhẫn thử nhiều cách khác nhau để dụ Zero ra và cuối cùng ông ta đã dùng đến thịt của chính mình, Zero buộc phải xuất hiện để ngăn cản ông tiếp tục làm điều đó, khi thấy Zero, cha của Yuki rất vui mừng vì giả thuyết của ông đã được chứng minh là đúng, cái tên Zero cũng do ông đặt cho anh ta. Zero sau đó đã đưa cha của Yuki về căn cứ của mình nơi chứa đầy những đồ gia dụng và thực phẩm đơn giản như đồ ăn nhanh. Zero giải thích rằng số lượng động vật trong rừng như hươu và thỏ đang giảm mạnh do săn bắn nên không thể ăn chúng quá nhiều. Anh cũng tiết lộ rằng lời tiên đoán quỷ dữ sẽ trở lại thực ra là lời cảnh báo về sự quay trở lại của Efilo. Zero không thể trực tiếp giao tiếp với con người nên anh chỉ có thể ám chỉ nguy cơ này. Cha của Yuki và Zero đã cố gắng tìm cách thông báo cho thế giới về mối đe dọa này nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Khi cha của Yuki rời khỏi căn cứ, ông đã gặp tai nạn khi xuống núi và không qua khỏi. Khi Zero tìm thấy ông thì đã quá muộn. Zero chỉ có thể giữ lại chiếc đồng hồ và cuốn nhật ký của ông như những kỷ vật cuối cùng. Tuy nhiên cuối cùng Zero đã giúp cha của Yuki chứng minh rằng ông không hề nói dối về sự tồn tại của quỷ dữ. Trong khi đó trên tàu mẹ của Ephydo, các viên đá bí ẩn bắt đầu được kích hoạt, khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Tóc tím vẫn sống sót và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Còn nhóm của Yuki thì rơi vào tình thế khó khăn khi công chúa bất ngờ biến mất buộc Toki phải ra ngoài tìm kiếm cô. Công chúa trong lúc bối rối đã đi theo thú cưng của Yuki và không biết mình nên đi đâu. Khi tiết trời bắt đầu trở lạnh và tuyết rơi dày đặc. Yuki quyết định lên núi tìm công chúa, tuy nhiên cô vô tình vấp ngã và bất tỉnh trong giấc mơ. Yuki thấy cha mình mỉm cười dịu dàng với cô trước khi biến mất. Khi tỉnh dậy cô nhận ra mình và công chúa đang nằm cạnh nhau, cả hai đã phải ôm nhau để giữ ấm. Sau đó cả hai thay đồ và chuẩn bị rời đi. Yuki muốn chờ tuyết tan nhưng công chúa giải thích rằng tuyết sẽ không tan vì điệp phiến đang làm ngưng tụ tuyết. Điệp phiến không chỉ hạ nhiệt độ xung quanh mà còn chuẩn bị mở cánh cổng để lực lượng chính của Ephido tiến vào, khởi đầu cho cuộc xâm lược trái đất. Nhận thấy sự nguy hiểm họ biết rằng mình phải tìm cách ngăn chặn điều này, Toki cũng đã đến nơi để đón cả hai. Tình hình hiện tại đang trở nên vô cùng căng thẳng khi viên điệp phiến ngày càng phát triển và gần như chắc chắn rằng lũ Ephido sẽ sớm tấn công. Nếu con người không chuẩn bị kỹ lưỡng trái đất sẽ sớm lụi tàn dưới sự tàn phá của kẻ xâm lược. Lũ Ephido sẽ khai thác hết tài nguyên của hành tinh rồi chuẩn bị xâm lược những hành tinh khác, còn con người nếu không bị tiêu diệt sẽ bị tước đi tự do và mất đi tương lai. Tuy nhiên mọi liên lạc để yêu cầu cứu viện đều bị cắt đứt khiến tình thế càng thêm nguy hiểm. Trong khi đó, Tom đề xuất sử dụng chiến thuật đánh du kích để chống lại Ephido nhưng chỉ huy cho biết hiện chỉ còn hai người máy có khả năng hoạt động. Một của Tom và một là Hắc Tích. Mây bổ sung rằng vẫn còn một người máy khác đó là của công chúa, nhưng nó đã bị rơi xuống vực khi tàu mẹ của Ephido xuất hiện. Dù việc lấy lại người máy này là cực kỳ khó khăn, chỉ huy vẫn khuyên mọi người không được từ bỏ hy vọng trong khi những kế hoạch phòng thủ đang được thảo luận. Nhóm của Yuki không có việc gì cụ thể để làm đã tụ tập tại trường học cùng với công chúa. Tuy nhiên ngoài nhóm của Maki, hầu hết mọi người đều xa lánh họ vì lo sợ sự liên quan đến công chúa. Lúc này thầy chủ nhiệm cũng xuất hiện, thấy cảnh tận thế sắp đến nhưng học sinh vẫn chăm chỉ học tập. Thầy quyết định kể một câu chuyện truyền cảm hứng, giúp các em có thêm tinh thần để đối mặt với những thử thách sắp tới. Toki sau đó lên phòng tư vấn để gặp thầy giáo sau giờ học. Khi buổi học kết thúc cả hai đã có cuộc trò chuyện, Toki chia sẻ rằng anh muốn trở thành một samurai, nhưng thầy giáo cho rằng thời buổi này nghề đó không thể no bụng được. Thầy khuyên rằng trong thế giới này Toki sẽ không thể hoàn thành câu chuyện đời mình như những đứa trẻ khác, tuy nhiên một ngày nào đó Toki sẽ tìm được một điều mà chỉ anh mới có thể làm. Dù có những lúc khó khăn nhưng nếu có quyết tâm mọi chuyện rồi sẽ ổn. Quan trọng nhất là đừng bao giờ đánh mất bản thân. Kết thúc buổi tư vấn Toki cùng nhóm của mình đi ăn tối. Công chúa lần đầu tiên được thưởng thức các món ăn của trái đất và cảm thấy chúng vô cùng ngon. Chỉ trong chốc lát cô đã hốc hết ba dĩa thức ăn, cô chia sẻ rằng trước đây cô chỉ được ăn những khối vuông vô vị không ngon như thế này. Suki tỏ ý muốn công chúa ở lại trái đất sau khi mọi chuyện kết thúc vì còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi họ ngoài kia tuy nhiên công chúa cảm thấy bên trong mình hoàn toàn trống rỗng và không biết phải làm gì tiếp theo lúc này giáo viên tư vấn hàng đầu của trường cô marina xuất hiện và đưa ra những lời khuyên chân thành giúp công chúa dần bình tĩnh lại và tìm thấy chút an yên trong lòng sau bữa ăn mọi người trở về lớp học và cậu bạn của akaji đã hoàn thành một kịch bản phim mới dựa trên ý tưởng mà cả nhóm đã thảo luận khi ở suối nước nóng dù không có việc gì cụ thể để làm họ quyết định tiến hành quay phim ngay lập tức, những học sinh khác trong lớp thấy vậy cũng muốn tham gia và cả lớp cùng nhau chuẩn bị quay một bộ phim về samurai zombie chơi bóng chảy. Công chúa không hiểu tại sao họ lại làm điều này khi chiến tranh sắp xảy ra. Nhưng Toki giải thích rằng đây cũng là một cách để chuẩn bị cho trận chiến giúp tinh thần mọi người được thoải mái trước những thử thách khốc liệt. Buổi quay phim bắt đầu với sự tham gia hào hứng của mọi người, Tom cải trang thành khủng bố để tham gia vào cảnh quay trong khi mây vào vai lý tiểu long và tung một cú đá mạnh vào tom tất cả mọi người đều cười đùa vui vẻ kể cả công chúa tận hưởng một khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi trước cơn bão lớn đang ập đến sau một khoảng thời gian suy nghĩ và đối mặt với những sự thật về bản thân công chúa quyết định đến gặp chỉ huy để đề nghị hợp tác cô đã sẵn sàng chiến đấu không chỉ để bảo vệ trái đất mà còn để tìm hiểu thêm về chính mình chỉ huy nhận thấy sự quyết tâm của công chúa vui vẻ đồng ý trong lúc này thông tin về việc phiến thạch đang được nâng lên càng khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho trận chiến quyết định trước giờ ra trận toki muốn yuki tin tưởng và giao phó mạng sống của cô cho anh tất nhiên yuki từ chối ngay lập tức tuy nhiên khi toki hứa rằng anh sẽ trả lại mạng sống cho cô sau khi mọi chuyện kết thúc yuki mới đồng ý trong lúc đó toki cũng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà yuki đã từng hỏi anh trước đây sau khi trả thù cho công chúa anh sẽ làm gì toki tuyên bố rằng anh đã quyết định sẽ cưới yuki làm vợ khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ Câu tỏ tình này không chỉ khiến Yuki bối rối mà còn khiến mọi người xung quanh nghe thấy. Với lời cầu hôn ấy tinh thần mọi người càng thêm phấn chấn và họ bắt đầu lên đường chiến đấu. Nhóm chiến binh tiến thẳng đến con tàu mẹ của Ephido. Hắc tích lao vào trận chiến với ba tên chỉ huy của địch nhằm câu giờ cho mọi người có thể xâm nhập vào tàu mẹ qua đường hầm. Tom vẫn còn cay cú về cái chết của Toshi quyết tâm báo thủ cho người bạn đồng đội của mình. Trong khi đó Sophie bất ngờ tấn công từ trên cao tạo ra sự hỗn loạn cho đội hình của kẻ thù. Zero thấy Toki gặp khó khăn đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống hỗ trợ để anh có thể chiến đấu thuận lợi hơn. Lúc này tóc tím cũng xuất hiện và có ý định tấn công Sophie, nhưng công chúa từ dưới mặt nước bất ngờ xuất hiện và lao vào cuộc chiến với tóc tím bắt đầu giải quyết những ân oán từ trước. Trong khi đó chỉ huy của nhóm đã xâm nhập thành công vào trung tâm điều khiển của tàu mẹ và bắt đầu tìm cách chiếm lại quyền kiểm soát. Mẹ của Yuki sử dụng chiếc USB mà Zero đã đưa cho và tất cả dữ liệu trên đó hoàn toàn khớp với hệ thống của tàu mẹ chỉ huy ra lệnh cho Tom và Zero đi xuống tầng hầm để tìm con người máy của Fusnagni, trong khi Sophie dần yếu thế trong cuộc chiến một loạt bom bất ngờ phát nổ. Đó chính là Toshi, người mà mọi người tưởng đã chết nhưng thật ra vẫn sống sót một cách kỳ diệu siêu. Sự trở lại của Toshi mang lại niềm vui lớn cho Sophie và cả đội. Tom lúc này đã đến chỗ con người máy nhưng Zero cảnh báo anh rằng nếu liên kết với nó anh sẽ không còn là con người nữa. Tuy nhiên Tom không quan tâm vì kể từ khi chứng kiến cái chết của đồng đội, với anh điều đó không còn quan trọng nữa. Anh yêu cầu Zero nhanh chóng hoàn thành quá trình liên kết để anh có thể tiếp tục chiến đấu. Cùng lúc đó công chúa đang chiến đấu ác liệt với tóc tím. Khi tóc tím mất tập trung Toshi bất ngờ xuất hiện và đâm thẳng vào chân cô ta giúp công chúa nhanh chóng kết thúc trận đấu. Tên đeo kín định trả thù cho tóc tím nhưng Toki không để hắn có cơ hội. Cả hai lao vào một trận chiến trên không căng thẳng nhưng rõ ràng Toki không phải là đối thủ của hắn. Sophie nhận thấy tình thế nguy cấp liên lạc với Toki và yêu cầu anh lao thẳng đến trung tâm nghiên cứu để dụ tên đeo mặt nạ đi theo. Sophie sẽ lo phần còn lại, Toki làm theo kế hoạch và khi sắp đến nơi. Sophie sử dụng bệ phóng để phá hủy một bên cánh của tên đeo mặt nạ, tạo điều kiện cho Toki hạ gục hắn. Giờ đây chỉ còn lại tên không tóc, nhưng hắn đã được chỉ huy của Ephido kích hệ khổng lồ khiến hắn trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn. Tom nhanh chóng đến hỗ trợ và Yuki vạch ra một kế hoạch chiến đấu. Mọi người chỉ cần cầm chân những lưỡi kiếm việc còn lại cô sẽ lo liệu. Tất cả cùng nhau xông lên nhưng Sophie phải hy sinh người máy của mình để giữ được thanh kiếm, ngay lập tức Yuki sử dụng thanh giáo đâm thẳng vào tên đầu chọc kết liễu hắn hoàn toàn. Trong khi đó, tên chỉ huy của Efido nhận thấy tình thế bất lợi và vội vàng chạy về tàu mẹ để chuẩn bị đẩy nhanh tiến trình xâm lược. Toki và công chúa đuổi theo nhưng Yuki vẫn còn rất sốc sau khi tự tay giết người. Điều này buộc Toki phải ở lại để chấn an cô. Lúc này tên chỉ huy của Efido đang chuẩn bị đẩy nhanh tiến trình xâm lược. Nhưng bất ngờ Zero xuất hiện và đâm hắn một nhát chí mạng. Hắn cũng là một thực thể giống như Zero. Zero sau đó thả một con bọ điều khiển tâm trí vào tay hắn rồi ra lệnh cho hắn ngừng kích hoạt phiến thạch. Sau khi mọi chuyện tạm thời ổn định, mọi người bắt đầu tra khảo tên chỉ huy về mục đích thực sự của Ephido. Hắn tiết lộ rằng mục tiêu của cuộc xâm lược này là loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với Ephido, tuy nhiên hắn không biết vị trí chính xác của Ephido và chỉ cho biết rằng nếu cuộc xâm lược này thất bại sẽ có một đội quân khác đến trái đất với tốc độ bình thường. Theo tính toán, đội quân này sẽ đến trái đất trong khoảng 224 chu kỳ tiến hóa. Zero lo lắng về sự tồn vong của hành tinh quê hương mình đã hỏi tên chỉ huy của Ephido về tình hình hiện tại. Tên chỉ huy tiết lộ rằng tiến trình xâm lược hành tinh của Zero chỉ đạt khoảng 80% vì giống loài của Zero vẫn luôn đấu tranh rất mạnh mẽ để bảo vệ quê hương. Điều đáng mừng là hiện tại họ đang thiết lập một liên minh liên ngân hà để lấy lại những gì Ephido đã cướp đi. Nghe tin này Zero cảm thấy vô cùng vui mừng khi biết rằng loài của mình vẫn còn đang chiến đấu không chịu khuất phục trước sự tàn bạo của Ephido. Công chúa lo lắng về bản thân cũng hỏi tên Chỉ Huy về nguồn gốc của mình. Hắn tiết lộ rằng Ephido có kế hoạch sao chép giống loài tại các hành tinh mà chúng sắp xâm lược để sản xuất các bản sao như cô. Tuy nhiên sau khi quá trình xâm lược hoàn thành tất cả các bản sao bao gồm cả công chúa đều sẽ bị tiêu hủy. Điều này khiến cô hiểu rõ hơn về thân phận của mình và dù vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt, cả cô và mọi người đều nhận thức rằng đây là một chiến thắng quan trọng của nhân loại trước Ephido. Chỉ Huy sau đó đã có cuộc trò chuyện với nghị sĩ và bà đã quyết định rằng nhân loại sẽ không liên kết với liên minh liên ngân hà. Thay vào đó họ quyết định phá hủy phiến thạch để ngăn chặn Ephydo. Trên toàn thế giới các quốc gia bắt đầu chạy đua vũ trang chuẩn bị đối đầu với cuộc xâm lược tiềm tàng từ Ephydo. Trong khi đó Zero đã kể lại cho Yuki nghe về những gì đã xảy ra với Tokyo 450 năm trước. Zero nhớ lại rằng vào thời điểm đó anh và đội của mình đang trên đường ngăn chặn cuộc xâm lược của Ephydo. Tuy nhiên một con tàu từ Ephydo đã lao đến trái đất với tốc độ rất nhanh. Do lòng thù hận quá lớn, nhóm của Zero đã quyết định đâm thẳng hai con tàu vào nhau, dẫn đến việc các thành viên còn sống sót của Efido rơi xuống trái đất cùng với phiến thạch. Nhóm của Zero không thể làm ngơ và đã lao xuống trái đất để tiếp tục chiến đấu. Nhưng trải qua nhiều trận chiến ác liệt, số lượng phi công của họ dần giảm sút dẫn đến tình trạng thiếu hụt lực lượng. Zero nhận ra rằng mình cần thêm đồng minh để có thể tiếp tục cuộc chiến. Trong một cuộc tấn công vào tàu mẹ của Efido, Zero đã cứu được những người bị điều khiển bởi con bọ nhưng chỉ có công chúa và Toki là còn sống sót. Công chúa đã chấp nhận chiến đấu để bảo vệ dân chúng cũng như giúp hậu duệ của mình có thể tiến xa hơn. Tuy nhiên cuối cùng cả hai không thể thoát khỏi vụ nổ lớn. Công chúa đã hy sinh còn Toki thì bị rơi vào trạng thái ngủ đông. Sau khi biết được sự thật, Toki cảm ơn Zero vì đã cho anh và công chúa thêm một cơ hội để chiến đấu. Những ngày sau đó, công chúa đã phải chịu sự giám sát và kiểm soát của Liên hợp quốc. Khi Toki và Yuki đến thăm cô tình trạng của công chúa rất tệ, bác sĩ giải thích rằng họ đã tiêm cho cô thuốc ức chế sức mạnh để phòng trường hợp cô phản bội. Toki tức giận và muốn đưa cô đi nhưng bác sĩ cũng tiêm cho anh một liều tương tự khiến anh mất đi khả năng chiến đấu. Toki bực tức rời đi còn Yuki thì trở về nhà. Khi Yuki về đến nhà cô gặp mẹ mình người đã bị đuổi việc sau vụ việc lần trước. Mẹ của Yuki muốn nhân cơ hội này dẫn cả gia đình đi du lịch để thư giãn và quên đi những căng thẳng vừa qua. Yuki muốn mời Toki đi cùng nhưng mẹ cô khuyên nên quên anh ta đi. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm đó khi Toki trở về, anh đã mời Yuki đi chơi vào ngày hôm sau. Hôm đó, cả hai đã có một ngày vui vẻ cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc hạnh phúc. Tuy nhiên vào buổi chiều, Toki tiết lộ rằng anh sẽ rời đi cùng Zero và công chúa để giải cứu các hành tinh khác khỏi sự xâm lược của Ephidol. Anh không có ý định mang Yuki theo và lời hứa cưới cô chỉ là một lời nói dối. Điều này khiến Yuki vô cùng đau khổ và bật khóc. Toki đã đến gặp Akaji và nhờ cậu chăm sóc Yuki thay anh. Akaji cảm thấy tức giận vì sự ích kỷ của Toki đã đấm anh để thể hiện sự bất bình. Khi trở về lớp, Akaji thấy Yuki đang buồn rầu về sự ra đi của Toki. Yuki hiểu rằng Toki quyết định rời đi là để trả ơn Zero vì đã giúp anh 450 năm trước nhưng điều đó không làm dịu đi nỗi đau trong lòng cô. Akaji hỏi Yuki có muốn chiến đấu cùng Toki hay không. Dù biết rằng theo anh sẽ rất nguy hiểm Yuki vẫn quyết tâm sát cánh bên Toki vì cô thực sự muốn ở cạnh anh. Thấy Yuki quyết tâm như vậy Akaji hứa sẽ giúp cô đi cùng Toki. Nhóm của Maki cũng tình nguyện giúp sức, họ bắt đầu kế hoạch đột nhập vào trung tâm nghiên cứu. Trong khi Maki và cậu bạn của Akaji kéo đám phóng viên đến gây rối, Akaji và nhóm Yuki tiến sâu vào bên trong. Akaji ở lại canh chừng trong khi Yuki cùng hai người khác tiếp tục tiến đến chỗ hắc tích. Trên đường họ gặp Toshi người đang canh gác nhưng cũng đồng ý giúp họ tắt hệ thống an ninh. Giúp nhóm Yuki thuận lợi tiếp cận Hắc Tích, Yuki sau đó sử dụng người máy của công chúa để đưa Hắc Tích ra ngoài. Toki qua video trực tiếp của cậu bạn Akaji biết được mọi việc. Yuki đến đón nhóm Toki và Zero nhanh chóng kích hoạt điệp phiến thạch để mở cổng không gian trên tàu mẹ. Toki và công chúa lao thẳng ra ngoài không gian và Yuki bám theo quyết tâm chiến đấu cùng Toki. Thấy không thể ngăn cản Yuki, Toki đành đồng ý để cô theo cùng. Lúc này mẹ của Yuki gọi điện bảo cô trở về nhưng Yuki đã có quyết định của mình. Thấy vậy bà không cản nữa chỉ nhắc Yuki nhớ về đón năm mới. Trong lúc bay họ bị Tom và Mây ngăn cản. Yuki bị đánh rơi xuống chỉ còn Toki và công chúa tiến vào cánh cổng dịch chuyển. Yuki hứa sẽ tìm Toki và Toki cũng hứa sẽ đợi cô. Sau khi Toki vào trong cánh cổng đóng lại và các mảng vỡ bị chia ra khắp nơi. Không lâu sau bộ phim Samurai Zombie bóng chảy mà cả lớp đã làm được khởi chiếu mọi người cùng nhau vui vẻ thưởng thức nó. Thời gian trôi qua nhanh như chó lái xe máy ngoài đồng. 5 năm đã trôi qua kể từ trận chiến, con tàu vũ trụ tham gia chiến đấu cùng Toki đã hoàn thành và đang chuẩn bị cất cánh. Nhờ vào dữ liệu mà Zero để lại họ mới có thể hoàn thành con tàu nhanh như vậy. Yuki cùng với Sophie và Toshi phóng thẳng lên vũ trụ để tìm Toki, và tại đây, bộ anime đã kết thúc, để lại cho người xem một kết thúc mở về hành trình tìm kiếm và đoàn tụ đầy hy vọng.